Tại Đế Võ Đại Lục lưu truyền một truyền thuyết về cửu u mật lục do người mạnh nhất đại lục là Ma Đế Thượng Cổ ghi chép toàn bộ những tinh túy mình học được. Chỉ cần tu luyện cuốn sách này thì có thể đạt tới khả năng thôn thiên phệ địa, cảnh giới cao nhất thiên địa ở trong tâm, nhưng không ngờ cuốn sách lại rơi vào tay phản diện Ma Hoàng Trác Nhất Phàm. Sau khi tin tức bị truyền ra ngoài, đám chính đạo tu giả lần lượt tấn công Thiên Ma Phong để cướp lấy cuốn sách. Trong Thiên Ma Phong chỉ có Trác Nhất Phàm và tên Triệu Thành đệ tử chân truyền của anh. Trước sự hoảng loạn của Triệu Thành, Trác Nhất Phàm thong dong bước ra bên ngoài đối diện với kẻ thù. Cho dù Thất Hoàng liên thủ cũng không phải đối thủ của ta, nhưng không ngờ chúng có thể phá được trận pháp, ta phải ra đó xem sao. Ngoài kia hàng vạn đạo quân đang xếp hình trên trời, yêu cầu Trác Nhất Phàm giao cửu u mật lục trong tay. Một đám tạp binh cũng dám kéo đến cổng nhà anh làm loạn, chúng sinh cõi mạng xem thường Trác Nhất Phàm quá rồi. Trác Nhất Phàm đạo phá đại quân, bọn chúng lại kéo thêm tiếp viện đến, thật là mặt dày hơn cả bánh bao. Thất Hoàng hội tụ trên nền trời xám xịt, dù Trác Nhất Phàm là thủ lĩnh Bát Hoàng được Thánh Vực công nhận, chúng vẫn muốn lật đổ anh. Nhưng phải xem ai mới có bản lĩnh thực sự. Bây giờ ngươi đã là kẻ địch của toàn bộ Thánh Vực, ngươi tưởng Thánh Vực không còn ai mạnh hơn ngươi sao? Mấy tên đó mang danh đi lấy thu hồi di vật của Ma Đế, nhưng thực chất cũng vì thèm khát thứ sức mạnh bên trong đó mà thôi. Triệu Thành nép sau lưng Trác Nhất Phàm sợ hãi. Không hay rồi sư phụ, là thánh giả mạnh nhất ở Thánh Vực này. Vệ đạo sĩ hay thánh giả gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là đám gian tà tiểu nhân thấy báu vật là nảy sinh ý đồ, Trác Nhất Phàm còn lạ gì bọn chúng nữa. Đang ráp kịch liệt thì một ngọn giáo đâm xuyên qua tim anh từ sau lưng, mà sau lưng anh lại chỉ có Triệu Thành. Sư phụ, đầu hàng đi, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Trác Nhất Phàm nằm mơ cũng không ngờ mình lại bị thằng nhóc nuôi nấng từ nhỏ coi như con đẻ phản bội. Hóa ra Thất Hoàng không phá được Thủ Sơn đại trận mà là do hắn ta dẫn vào. Tên Triệu Thành này ngoài miệng nói Trác Nhất Phàm công lao như núi Thái Sơn, nhưng trong bụng lúc nào cũng ghi thù vì anh bí mật tu luyện cửu u mật lục. Một cuốn công pháp không thắng nổi công ơn dưỡng dục, Trác Nhất Phàm đã quá chủ quan rồi. Triệu Thành rút thanh đao ra khỏi người anh, tự cho việc mình làm là đúng. Trác Nhất Phàm vốn định truyền lại tuyệt học của mình cho hắn, ai ngờ hắn lại nóng vội như vậy, thế gian này chẳng còn gì đáng tin cả. Nghĩ thế thôi đã khiến Trác Nhất Phàm bật cười không dứt. Nếu chúng đã muốn có cửu u mật lục đến thế, hôm nay anh cho dù phải phá tan cuốn sách đó cũng không để nó rơi vào tay ai. Cả người Trác Nhất Phàm phát sáng, là dấu hiệu của tự bạo. Đám Thất Hoàng kéo nhau tránh xa anh, vụ nổ sáng trưng cả một khoảng trời. Hồn phách của Trác Nhất Phàm rơi xuống bên dưới cánh rừng, nơi có mấy tên nhân vật phụ đang nằm trên vũng máu. Hồn phách của Trác Nhất Phàm nhập vào một tên nhóc được thuê đóng vai nhân vật quần chúng. Hai mắt mở ra, Trác Nhất Phàm đứng lên phủi bụi, quan sát thân thể mới. Không ngờ anh đường đường là Ma Hoàng lại đoạt hồn của một đứa trẻ. Vừa chuyển sinh chưa được bao lâu, một đám sói hoang đã bao vây Trác Nhất Phàm. Chúng vừa lao tới nơi, ánh mắt anh đã trợn trừng đe dọa. Cút! Không chỉ đám sói cụp đuôi bỏ chạy, đám chim trên cây cũng sợ hãi bay tán loạn đi. Trác Nhất Phàm đi loanh quanh trong rừng, một tên đang bị thương ngồi dựa bên gốc cây rên rỉ, "Cứu, cứu mạng, Trác Phàm cứu ta với." Dựa theo cảm giác của tên tiểu tử Trác Nhất Phàm đang chiếm xác, hai người này từng quen biết nhau. Tên đó thực lực tụ khí cảnh nhị trùng, anh có thể dùng nó để hút. Trác Nhất Phàm tiến lại đặt tay lên mặt anh ta. Tên đó bây giờ mới nhận ra anh không phải Trác Phàm, mà chính là Ma Hoàng Trác Nhất Phàm, cụ thể là thêm một chữ nhất vào giữa tên. Trác Nhất Phàm đã thành thạo cuốn cửu u mật lục, sử dụng thiên ma đại hóa pháp học được hút lấy linh khí của tên kia. Trời đã sáng, Trác Nhất Phàm ngồi tu luyện bên cạnh bộ xương khô của thanh niên xấu số. Trong cửu u mật lục, công pháp cao nhất là thiên ma đại hóa quyết, có thể hút tu vi người khác để nâng tu vi bản thân, nhưng nguyên lực người khác vất vả tu luyện được sẽ bài trừ cơ thể. Vì thế phải ma hóa nguyên lực của người khác, sau đó mới hút trọn triệt để được. Nhưng không ngờ luyện hóa công lực của tu giả tụ khí nhị trùng lại mất cả một đêm, đúng là không thể so với đỉnh cao khi còn là Ma Hoàng được. Trác Nhất Phàm thử một đòn trong tay, tảng đá lớn trước mặt nổ tung trong chớp mắt. Trong làn khói bụi, hình dáng Trác Nhất Phàm cùng tấm áo choàng rách bay phấp phới, cụ thể là vừa mới lụng tấm áo choàng này từ bộ xương khô. Kiếm Hoàng, Triệu Thành, các ngươi đợi đấy, đợi ta trở về Thánh Vực cũng là lúc trả thù các ngươi. Trác Nhất Phàm nhảy qua từng ngọn cây vận động cơ thể. Thân thể của tên nhóc Trác Phàm này tu vi từ số không tăng lên trúc cơ tầng thứ 5, cũng gọi là có thiên phú. Xem ra không lâu sau đó, anh có thể trở về Thánh Vực được rồi. Đang băng băng lướt qua từng ngọn cỏ, Trác Nhất Phàm dừng lại trước một đám người. Có vẻ như hai gia tộc nào đó đang có thù oán lẫn nhau. Một bên là Bàng Vũ, thống lĩnh hộ vệ của Lạc Gia. Bên còn lại là Tôn Chiết, quản gia của Lạc Gia. Hóa ra không phải hai phe phái tranh chấp, mà là Lạc Gia đang xử lý tên Tôn Chiết phản bội. Lạc Gia đại tiểu thư lòng vững như đá, quyết không giao hồi long trưởng, linh cấp võ công lưu truyền ngàn đời của Lạc Gia cho hắn. Trác Nhất Phàm đứng xem náo nhiệt, không ngờ Lạc Gia lại có ân oán với cơ thể này trước đây. Nhưng chuyện thế tục gia tộc không liên quan đến anh, bây giờ cái xác này đã thuộc về anh rồi. Trác Nhất Phàm rời đi, nửa đường cơn đau từ tim bất chợt dội lên giống như bị ai đó bóp nghẹt. Trác Nhất Phàm chỉ sợ anh luyện công bị tẩu hỏa nhập ma luôn rồi. Thiên ma đại hóa quyết mới bắt đầu đã như thế, chẳng lẽ cơ thể của tên nhóc này không thể tu luyện sao? Sau khi ngồi xuống bình tâm kiểm tra, nội tức tâm mạch, chu thiên vận chuyển, tất cả đều bình thường. Trác Nhất Phàm nghĩ nát óc cũng chưa biết vấn đề ở đâu ra. Đột nhiên ánh mắt anh lóe lên, trở lại chỗ Lạc Gia kia. Quả nhiên chỉ cần đối diện với Lạc Gia tiểu thư, cơn đau này liền biến mất. Ngược lại càng đi xa cô ta thì ngực anh lại càng quặn thắt lại. Biểu hiện này chỉ có một nguyên nhân, chính là tâm ma,
Đối với người tu luyện, sinh ra tâm ma tức là đã gần đến tẩu hỏa nhập ma rồi. Chắc Nhất Phàm bây giờ mới dung hòa ký ức với tên tiểu tử này trước, xem tại sao tên nhóc đó lại đến nông nỗi này. Nhiều năm trước, phụ thân của Chắc Phàm hy sinh vì Lạc Gia nên Lạc Gia liền nhận cậu làm con nuôi. Lạc đại tiểu thư luôn bảo vệ Chắc Phàm khi bị người khác bắt nạt. Còn Bàng Vũ lại dạy công pháp cho Chắc Phàm. Tất cả nỗ lực chỉ để bảo vệ cho Lạc đại tiểu thư. Sau đó Sơn Tặc xông đến tấn công Lạc Gia. Chắc Phàm hy sinh trước cả tiểu thư, hối hận vì không đủ khả năng để bảo vệ cho Lạc Gia mà đã hẹo trước rồi. Bây giờ chỉ cần Chắc Nhất Phàm phản bội Lạc Gia sẽ động tới tâm ma của Chắc Phàm. Trong đủ thể loại tâm ma, anh lại dính phải thể loại cả đời làm nô lệ cho người khác thế này, đúng là khó chịu vô cùng. Chắc Nhất Phàm dù phải tắm trong biển máu còn hơn, đường đường là ma hoàng thủ lĩnh Bát Hoàng Thánh Vực lại bị một gia tộc nhỏ con khống chế. Nghĩ thôi đã khiến Chắc Nhất Phàm ức chế đấm mạnh vào thân cây cho bõ tức. Thân cây gãy làm đôi, tiếng động khiến cả hai phe tò mò. Là đại tiểu thư cầu mong là cứu binh của họ, nhưng Bàng Vũ cảm thấy không thể nhanh ứng cứu như vậy được. Đại tiểu thư, chỉ là một cuốn mật tịch linh cấp có gì to tát đâu, mau đưa cho chúng đi. Cùng lắm ta đưa cho ngươi một cuốn khác là được. Chắc Nhất Phàm huênh hoang bước ra, gì chứ sách công pháp nhà anh chất thành đống. Là đại tiểu thư kinh ngạc khi gặp lại anh, cứ ngỡ anh đã hẹo từ mấy chương chuyện trước rồi chứ. Tôn Trích cùng đám sơn tặc cười vào mặt Chắc Nhất Phàm, anh chỉ im lặng trách tu vi bọn chúng. Mấy tên sơn tặc ít nhất cũng phải cấp trúc cơ tầng thứ 6, riêng Tôn Trích tụ tề cảnh tầng 6. Với thực lực hiện tại của anh, xông lên thì chỉ có ăn cước thay cơm, cứ tưởng cao thủ nào ra mặt bảo vệ, ai ngờ lại là Chắc Nhất Phàm. Bàng Vũ thở dài ngao ngán. Công tử Lạc Gia sớm đã nói tìm cho Chắc Phàm một thầy thuốc trị bệnh ảo tưởng, nhưng bây giờ xem ra muộn quá rồi. Chắc Nhất Phàm nghĩ cách phá vòng vây, nhưng lựa chọn duy nhất là liều ăn nhiều thôi. Lạc tiểu thư hô hoán kêu anh mau sang chỗ họ, sơ hở là ăn cám ngay đấy. Tôn Trích nhếch mép cười khẩy. Đại tiểu thư vẫn lương thiện như trước, cho dù là một tên gia nô bị điên cũng muốn cứu. Tôn quản gia, lẽ nào ngươi không tha cho một kẻ điên sao? Tên Tôn Triệt này trẻ không tha già không thương, ra lệnh cho tên bàn tử cạnh mình xông lên. Tên này trúc cơ tầng thứ 7, cao hơn Chắc Nhất Phàm hiện tại 2 cấp, tuy nhiên vẫn có một cơ hội để anh đánh bại hắn. Vào lúc bàn tử còn đang kiêu ngạo vung đao để lộ đầy sơ hở, Chắc Nhất Phàm xoay chân vận mình đá vào bụng hắn, sau đó giật lấy thanh kiếm trên tay bàn tử, cho hắn phân thân làm đôi. Tất cả những ai có mặt đều há miệng kinh ngạc, không khác gì thấy cảnh con muỗi đấm bay con mèo cả. Chắc Nhất Phàm lao về phía Lạc tiểu thư và Lạc thiếu gia. Anh phải bảo vệ tính mạng hai người này, bây giờ còn không đi thì đợi lúc nào nữa? Chắc Nhất Phàm mỗi tay xách một đứa chạy đi nhanh thoăn thoắt. Bàng Vũ ở lại chặn đường đám Tôn Triết, kéo dài thời gian để ba người kia chạy trốn. Tôn Triết đã ghi tên Chắc Nhất Phàm vào sổ đen, sau này nếu để hắn bắt được, nhất định sẽ lột da chặt xương anh. Mặt trời đang dần xuống núi, nhưng tiếng hai chị em nhà Lạc gia thì vẫn cứ inh ỏi không dứt. Chúng ta không thể bỏ mặc bọn họ, ta phải cứu bọn họ. Chắc Phàm cầu nô tài, mau thả chúng ta ra. Ok, thích thì anh chiều. Chắc Nhất Phàm ném Lạc tiểu thư sang một gốc cây cho cô ta tỉnh ngộ. Cô ta trở về thì làm được cái gì chứ? Võ công không có, chỉ biết võ mồm, như thế cũng đòi đánh bại bọn sơn tặc sao? Đi thôi, kẻ thù sắp đuổi tới nơi rồi, ngươi còn có thời gian giở tính tiểu thư với ta. Lạc thiếu gia còn ồn ào hơn, khua chân múa tay loạn xạ bắt Chắc Nhất Phàm phải xin lỗi Lạc tiểu thư. Chắc Nhất Phàm phát cáu, dọa cậu ta nếu không khóa miệng lại thì anh sẽ đánh nát cái mông của cậu. Lạc thiếu gia không tin, nhưng nhìn nụ cười mất nhân tính của Chắc Nhất Phàm thì cậu tin rồi. Sau khi lỗ nhị nở hoa, Lạc thiếu gia cuối cùng cũng ngậm miệng. Cậu ta trật tự thì lại đến lượt Lạc tiểu thư, Chắc Nhất Phàm thật mệt mỏi với hai chị em nhà này. Anh mới chỉ vỗ mông thiếu gia vài cái, nếu hai người đó còn không chạy đi thì chỉ có nước mất mạng thôi. Đúng rồi, gần đây có nơi nào có thể ẩn thân không? Sau khi nghe Chắc Nhất Phàm phân tích, Lạc tiểu thư cũng chịu dùng não suy nghĩ. Cô ta nói gần đây có một nông trang, Hắc Phong Sơn Tây có một cánh rừng sương mù dày đặc, dù sơn tặc sống ở đây cũng không hiểu rõ hoàn toàn địa hình. Quả là một nơi trú ẩn hết nước chấm. Chắc Nhất Phàm dẫn đường, còn hai người kia thì đến lúc tự dùng chân của mình rồi, anh không dư sức để bồng bế cả hai mãi. Bọn họ đến trước cánh rừng sương mù, quả nhiên sương mù dày đặc như mây, bước vào trong khó mà thoát ra được. Lạc lão gia từng nói sơn chủ Hắc Phong Sơn thực lực rất mạnh, mạnh hơn cả Lạc lão gia. 10 năm nay hai nhà không có ân oán gì, không hiểu vì sao lần này sơn tặc đột nhiên tấn công Lạc gia. Trong lúc Lạc tiểu thư kể chuyện, Chắc Nhất Phàm chỉ tấm tắc khen nơi trú ẩn này. Lạc tiểu thư muốn anh đưa Lạc thiếu gia vào trong rừng trước, còn cô ở lại cầm chân đám sơn tặc. Ta từ chối, Chắc Nhất Phàm trả lời phát một, anh không thông thuộc địa hình ở đây. Nếu không có cô ta, anh và tiểu quỷ kia nhất định sẽ lạc đường. Nếu cô ta dám rời đi, Chắc Nhất Phàm sẽ không nương tay bóp cổ Lạc thiếu gia. Mạng sống của bọn họ không quan trọng, quan trọng là đừng để Chắc Nhất Phàm phải bay màu lần nữa. Như thế không đáng chút nào, chi bằng chúng ta hủy diệt đám người Tôn quản gia ở đây, thế nào? Câu nói của Chắc Nhất Phàm kích động hai cái máy phát thanh. Cho dù Lạc thiếu gia và Bàng Vũ có liên thủ cũng không đánh được Tôn Triết, cô ta thấy anh dựa vào đâu mà nổ lớn như vậy? Ta làm được gì ư? Một đám người ngu ngốc, không đáng khiến ta phải bận tâm. Chắc Nhất Phàm chẳng buồn giải thích, chỉ cho họ hai lựa chọn. Một là theo anh liều một phen, hai là đợi bọn chúng tới đây rồi chịu chết. Thế nào, nhân lúc bọn chúng chưa đuổi tới, mau đưa linh thạch trên người cho ta, hy vọng cuối cùng của Lạc gia nằm trong tay ngươi. Lạc tiểu thư nghiến răng ném cho anh chiếc nhẫn ngọc trên tay, đây là toàn bộ gia tài trên người cô.
nếu Trác Nhất Phàm dám lừa cô có làm ma cũng không tha cho anh. Trác Nhất Phàm ung dung đi sâu vào trong rừng sương mù, để lại hai chị em nhà Lạc gia ở đây. Lạc thiếu gia bây giờ mới phát tiết, nói Lạc tiểu thư nhất định phải dạy lại anh. Lạc tiểu thư xoa đầu tên nhóc giải thích, Vân Hải, mặc dù hắn không cung kính với chúng ta, nhưng vẫn đang giúp chúng ta. Còn hơn những kẻ miệng nói lời đường mật nhưng sau lưng đâm chúng ta một nhát. Trác Nhất Phàm vừa đi vừa quan sát, Đông Thanh Long, Tây Bá Hổ, Nam Chu Tước, Bắc Huyền Vũ. Ở giữa là Kỳ Lân Sông Thiên, đây đúng là đấu phá không gian mà. Nơi này chẳng khác gì một trận đồ thiên nhiên, có điều không ai nhìn ra điều này. Bây giờ anh sẽ biến nó trở thành Thiên Ma Sơn thứ hai. Mở ra Cửu Âm Minh Phủ, tứ phương tà sát nhập trận. Trác Nhất Phàm dùng nhẫn ngọc trên tay làm vật trao đổi, vẽ một đồ pháp trên mặt đất. Ở phía trên hai chị em Lạc gia kinh ngạc khi thấy đám sương mù đang di chuyển. Chúng cuộn vào nhau rồi phóng đi tứ phía. Sau khi Trác Nhất Phàm trở lại, Lạc tiểu thư lại chất vấn anh vừa giở trò gì. Đối diện với mấy người học lực trung bình như cô ta, Trác Nhất Phàm cũng thấy mệt. Là âm sát trận thôi, có gì kỳ lạ đâu. Sau đó anh ra hiệu cho họ đi theo mình để dạy khẩu quyết trận pháp âm sát trận, đợi bọn Tôn Chiết tới thì cô sẽ điều khiển trận pháp tiêu diệt bọn chúng. Lạc tiểu thư đi theo Trác Nhất Phàm mà bán tín bán nghi. Trận pháp là thứ quý giá hơn công pháp võ công. Thông thường trận pháp là bí mật của các tông môn thế gia không được lưu truyền ra ngoài. Trận pháp cấp 1 có tới hơn 10 vạn linh thạch, hơn nữa đều là loại quý hiếm. Còn Trác Nhất Phàm là một tên người làm nhỏ bé lại có thể tùy tiện bày bố trận pháp này. Lạc tiểu thư đang lên tiếng định hỏi Trác Nhất Phàm, anh liền chặn họng cô ta. Cái gì không nên biết thì đừng cố tìm hiểu, trận pháp bày bố xong xuôi rồi, anh sẽ dạy cô ta khẩu quyết. Phía bên kia Bàng Vũ đã bị Tôn Chiết khống chế, dẫn đi vào rừng sương mù. Thấy Bàng Vũ cứ nằng nặc xin chết, hắn ta xoa dịu anh ta. Đợi có thứ ta cần, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Bây giờ hắn dẫn theo Bàng Vũ làm mồi nhử, chắc chắn Lạc tiểu thư sẽ không bỏ mặc anh ta chạy trốn tiếp được. Đang đi thì bọn chúng bắt gặp Trác Nhất Phàm đang ngồi dựa lưng bên gốc cây nhàn nhã. Tôn quản gia, ta đứng đây từ chiều rồi, Tôn Chiết vốn định đi tìm anh lại chủ động xuất hiện. Hắn liền cử một tên tay chân xông lên tấn công. Khóe miệng Trác Nhất Phàm mấp máy, hai tỷ đệ Lạc gia, Tôn Chiết lập tức cho dừng tay. Lưỡi kiếm phanh lại ngay trước mắt, chỉ cách cái cổ của anh vài phân nữa. Tôn Chiết tự cho là đã nhìn thấu tâm cơ của Trác Nhất Phàm, bấy lâu nay xem ra hắn ta nhìn nhầm anh rồi. Trác Nhất Phàm nhếch mép khi hắn cắn câu, chủ động muốn làm một giao dịch với Tôn Chiết. Anh giao tỷ lệ Lạc gia cho hắn cho anh tiền đồ ở Hắc Phong Sơn. Tôn Chiết còn chưa kịp bất ngờ, Bàng Vũ đã tức giận quát lên. Tôn Chiết thực lòng tò mò vì sao Trác Nhất Phàm lại cắn ngược lại chủ, Lạc gia đối xử với anh cũng không tệ bạc gì. Trác Nhất Phàm bật cười đáp trả, thế vì sao ngươi lại bán đứng Lạc gia đối xử với ngươi cũng rất hậu đạo. Tôn Chiết cứng họng trước lý lẽ của Trác Nhất Phàm. Trác Nhất Phàm tự nhận bây giờ Lạc gia bại vong, mình anh cũng không thể suy chuyển càn khôn được. Người thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, anh dùng tính mạng tỷ đệ Lạc gia đổi lấy con đường tốt hơn cho mình là chuyện thường thôi. Trác Nhất Phàm đưa ra một sợi dây màu đỏ. Bây giờ hai bọn chúng đang trốn ở bên một sợi dây này, có điều ở giữa có nhiều khúc rẽ mà chỉ có ta phân biệt được chúng thôi. Trác Nhất Phàm đưa sợi dây cho hắn ngược lại bị kế sách của Trác Nhất Phàm làm cho lu mờ lý trí. Tôn Chiết quyết định đi theo Trác Nhất Phàm, không quên đe dọa anh không được giở trò gì. Những lời này trước đây ta tin, bây giờ thì không tin nữa. Hắn nói xong hai người nhìn nhau cười phá lên, như thể tri kỷ tìm được nhau vậy. Trên đường đi chỉ có Bàng Vũ là tích cực vận động cơ miệng, hết nói Trác Nhất Phàm bán chủ cầu vinh, lại nói Tôn Chiết là tiểu nhân gian tà. Đi được một đoạn, Trác Nhất Phàm đột ngột dừng lại. Tôn quản gia, ta tiễn các ngươi tới đây thôi, từ giờ là đường xuống Hoàng Tuyền đó. Tôn Chiết nhận ra mình bị lừa, lao đến tấn công Trác Nhất Phàm. Đột nhiên những khúc cây từ đâu bay ra bao quanh lấy hắn. Hắn nhận ra có gì đó không ổn, liền quay lại đường cũ. Nhưng sợi dây đỏ đã bị đứt, Bàng Vũ cũng không cánh mà bay. Tôn Chiết sống mấy chục tuổi đầu lại bị một thằng danh con lừa cho một phố. Hắn cay cú đấm xuống mặt đất. Lão phu đi qua cầu nhiều hơn ngươi đi đường, đừng tưởng cánh rừng sương mù này có thể nhốt được chúng ta. Đợi ta ra ngoài, nhất định nghiền nát ngươi. Đột nhiên sương mù dần biến thành màu đỏ rực như máu. Tôn Chiết ra lệnh cho đám sơn tặc đề cao cảnh giác, nhưng chúng chưa kịp đáp lời thì đã biến mất không dấu vết, giống như chưa từng tồn tại. Bây giờ hắn mới nhận ra đây là trận pháp thì đã quá muộn rồi. Cùng lúc đó tại một nơi xa xăm, Lạc tiểu thư đang điều khiển trận pháp. Đám Tôn Chiết đã bị khống chế, Bàng Vũ cũng đã được cứu, tiếp theo cô ta không biết phải làm gì. Đột nhiên Trác Nhất Phàm lao về phía Lạc tiểu thư, cầm lấy hai tay cô ta, cả người áp sát khiến Lạc tiểu thư đỏ mặt. Đừng động đậy, làm theo ta, tập trung lực chú ý. Trác Nhất Phàm đặt tay Lạc tiểu thư lên trận pháp, sau đó chỉ nói một câu kết liễu đám người đó. Trận pháp lóe sáng lên, những hồn ma xông vào bên trong trận pháp tới chỗ đám sơn tặc. Hồn ma nhập vào người nào, người đó liền hồn bay phách lạc. Bọn chúng nhận ra thì đã không còn đường trốn. Còn lại Tôn Chiết, hắn đưa tay ra muốn chặn nhưng hồn ma lại xuyên vào cơ thể qua cánh tay của hắn. Sau một hồi vật lộn với cơn đau, hai mắt hắn ta đỏ ngầu khát máu. Trác Phàm, rốt cuộc ngươi là ai? Trác Nhất Phàm lúc đó đang đứng ở xa quan sát cảnh cuối đời của hắn. Muốn biết anh là ai thì xuống địa ngục mà hỏi Diêm Vương cháu của anh đi. Trác Nhất Phàm làm sao có thể bỏ qua cơ hội hấp thụ tinh hoa đất trời này được. Trần quy trần, thổ quy thổ, cư u ma sát quy thuộc về ta. Bên chỗ Lạc tiểu thư, trận pháp đột nhiên mất kiểm soát.
đó là do Trác Nhất Phàm ở bên kia đang dùng Thiên Ma Đại Hóa Pháp, bao nhiêu linh hồn đi lang thang lướt qua đều bị anh hút vào trong mình. Tu vi tăng vèo vèo đạt đến trúc cơ đỉnh phong bình cảnh. Những năng lượng ma nguyên do âm sát đem tới đều đã tiêu hao gần hết rồi, nhưng càng những lúc đột phá như thế này, thành tích về sau càng có giá trị. Trác Nhất Phàm hét lên, cột sáng mãnh liệt phóng ra từ người anh xuyên lên không trung. Sau khi đánh bom một cú thật bùng nổ, Trác Nhất Phàm bình tâm ổn định, tu vi đã đến tụ khí cảnh luôn rồi. Lần này đột phá so với lúc trước, kinh mạch được mở rộng hơn rất nhiều, mà nguyên lực tích tụ trong đan điền phải gấp 3 lần so với cao thủ của tụ khí cảnh bình thường. Trác Nhất Phàm vươn vai một cái, thổi bay đám sương mù còn đang lởn vởn xung quanh, đem lại ánh nắng cho khu rừng âm u. Bây giờ đã đột phá tụ khí cảnh, Trác Nhất Phàm không thể lười nhác không tập luyện được. Đúng lúc đó ba người kia kéo tới nơi tìm Trác Nhất Phàm. Vừa nãy ngươi chạy đi đâu vậy? Sao tự dưng trận pháp mất kiểm soát thế? Xương tan rồi sao? Trác Nhất Phàm nói là do linh thạch quá kỳ bo nên trận pháp có nhiều khuyết điểm rồi mất kiểm soát. Còn anh vừa chạy qua chỗ Tôn Chiết xem có còn tên nào hấp hối không để tiêu diệt nốt. Đột nhiên Bằng Vũ ở bên cạnh có động tĩnh lạ, hai mắt anh ta nhìn chằm chằm Trác Nhất Phàm. Cứ tưởng sẽ có một màn tranh biện diễn ra, nhưng Bằng Vũ lại quỳ gối trước anh. Trước đây là tại hạ lỗ mãng, không biết ngươi đi lôi kéo kẻ địch, còn nói lời tục tĩu, đắc tội rồi. Để tỏ lòng xin lỗi chân thành, Bằng Vũ còn nguyện để cho Trác Nhất Phàm đánh mắng tùy thích, thậm chí lấy cái đầu cũng không nhíu mày một cái. Trác Nhất Phàm thấy tên này cũng được coi là một nô tài trung thành. Cơ mà Bằng Vũ lại khiến Trác Nhất Phàm nhớ đến tên phản bội Triệu Thành kia, nếu như có một nửa trung thành như anh ta thì anh sẽ không phải rơi vào tình cảnh này. Trác Nhất Phàm nắm lấy tay đỡ Bằng Vũ dậy, anh ta là hộ vệ thống lĩnh, còn thân phận của Trác Phàm lại chỉ là một gia bộc, làm sao dám nhận lễ vật sớm như thế. Hơn nữa lần này có thể xử lý hết đám Tôn Chiết còn phải dựa vào Lạc tiểu thư bày pháp trận. Ánh mắt Bằng Vũ sáng ngời ngời nhìn qua cô. Tiểu thư còn biết trận pháp, đại tiểu thư, đây là thật sao? Lạc tiểu thư nói dối có hơi ngượng mồm, nhưng tên Bằng Vũ lại là người chủ nói gì cũng tin. Trời phù hộ Lạc gia, tiểu thư biết trận pháp, còn có Trác huynh giúp đỡ, ngày vực lại, Lạc gia ở gần ngay trước mắt, bây giờ không còn sự uy hiếp của đám Tôn Chiết, Trác Nhất Phàm muốn biết mấy người Lạc gia đó định làm gì. Họ vốn định đến nhờ cậy thái gia, vì thái công tử có hôn ước với Lạc tiểu thư. Vị trí đứng nhất Phong Lâm thành của thái gia, Trác Nhất Phàm cũng biết đến. Nếu có thể giao lại 2 tỷ để phiền phức nhà này cho họ, nói không chừng tên Trác Phàm đó cũng tọa nguyện, còn có thể tiêu diệt triệt để tâm ma, rồi anh sẽ được giải thoát. Trong lúc đó tại một nơi xa lạ, một tên ngồi giữa căn phòng rộng lớn như thể duy ngã độc tôn. Tên cấp dưới chỉ đến bẩm báo tin tức mà cũng sợ hãi đến mức không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Bẩm báo thiếu trại chủ, người đưa tin của Tôn quản gia nói công pháp sắp tới tay ta rồi. Xem ra tên Tôn Triệt được thanh niên này bảo kê mới dám hống hách như thế. Tên thiếu trại chủ cho cấp dưới lui ra rồi đến vén bức màn đang che kín một chiếc giường. Trên chiếc giường đó một ông lão ốm yếu đang nằm run rẩy, mà hắn lại gọi ông ta là sư phụ. Người yên tâm, người bạn già của người đã sang bên đó đợi rồi. Đợi có được hồi long trưởng, ta sẽ tiễn các ngươi đoàn tụ với nhau. 5 ngày sau, đám người Trác Nhất Phàm đã đến Phong Lâm Thành. Trong hội 4 người thì 3 người háo hức như nhà quê lên phố. Chỉ có Trác Nhất Phàm là cảm thấy nơi này chẳng khác gì thôn xóm nhỏ hết, thật là nhàm chán. Trác Nhất Phàm rất nóng lòng muốn đến thái gia tống khứ mấy tỷ đệ nhà này đi. Nhưng họ không thể trực tiếp tới thái gia, chỉ có 2 tỷ đệ Lạc gia được tới rồi mới có thể đón 2 người họ. Dù gì 4 người họ đang ở cái thế hèn rồi, không thể đòi hỏi thái gia được. Mấy phong tục của đám người Trần này khiến Trác Nhất Phàm thấy thật phiền phức. Trực tiếp đến cửa thì làm sao mà lại bị gọi là không biết lễ độ chứ? Bằng Vũ gợi ý Trác Nhất Phàm tới khách điếm ở trước nghỉ ngơi. Dù sao 2 tỷ đệ cũng không thể về ngay nên anh muốn đi lượn phố với Bằng Vũ một lát. Lạc thiếu gia tới đây thì vô cùng hống hách. Cẩu nô tài, Phong Lâm Thành là địa bàn của anh rể ta. Ta sẽ bảo anh rể ta dạy dỗ ngươi một trận ra trò. Trác Nhất Phàm không nhân nhượng đạp thẳng vào mông cậu nhóc. Không đợi anh rể quý của Vân Hải tới, bây giờ anh dạy dỗ cậu ta trước. Lạc tiểu thư lớn tiếng trách móc Trác Nhất Phàm, còn Bằng Vũ đứng ở giữa không dám đắc tội phe nào. Trác Nhất Phàm lạnh lùng rời đi, hy vọng bọn họ thấy anh ngứa mắt rồi chủ động đuổi anh đi. Khi đó có khi lại hóa giải được tâm ma của tên Trác Phàm này. Trên đường dạo phố, Bằng Vũ nhỏ nhẹ góp ý với Trác Nhất Phàm. Dù sao Vân Hải cũng là thiếu gia, là chủ tử của họ, sao anh có thể không nương tay mà đá cậu ta chứ? Trác Nhất Phàm không buồn giải thích, ai bảo thằng nhóc đó dám chọc giận anh trước chứ? Đang đi dạo thì drama bày ra trước mắt họ. Con mắt nào của ngươi nhìn nó không phải thật. Đây chính là mặc ngọc thuần túy, nếu dùng trong tu luyện sẽ tăng lên gấp bội. Một tên bán hàng đang cãi cọ với một vị khách tiểu thư về vấn đề hàng pha ke. Vị tiểu thư kia không hiểu mặc ngọc, nhưng cô đã nhìn thấy mặc ngọc thuần túy một lần, khẳng định chắc nịch ông ta bán đồ fake. Ông ta cười phá lên, nói cô ta thấy một lần làm sao có thể phân biệt thật giả được, làm như mình là thiên tài bẩm sinh ấy. Trái với lời nói sỗ sàng của ông ta, vị tiểu thư kia vẫn giữ giọng nói nhẹ nhàng không gợn sóng. Ta chính là có bản lĩnh ấy, đi đi, nhóc con nhà ngươi cứ việc nói bậy, đừng làm phiền ông đây làm ăn. Trong lúc hai bên đang phân bua, Trác Nhất Phàm đứng ra muốn hóng náo nhiệt. Drama trong cuốn truyện này không nơi nào được vắng mặt anh hết. Trác Nhất Phàm chắc chắn miếng ngọc kia là giả, nhưng vị tiểu thư tinh mắt lại không biết cách vạch trần nó để người ta tâm phục khẩu phục. Có thêm một kẻ thù nữa khiến ông ta thẹn quá hóa giận. Ngươi từ đâu mọc ra vậy, dựa vào cái gì mà nói mặc ngọc của ta là giả? Trác Nhất Phàm nhếch mép, vàng thật không sợ lửa,
cứ thử kiểm tra là biết kết quả ngay. Chắc Nhất Phàm nhờ vài người đi lấy lưu huỳnh, còn có cỏ mang tô sắc ra thuốc. Chỉ cần bỏ miếng ngọc vào liền biết hàng thật hay giả. Ông ta không ngần ngại thả viên ngọc vào trong đó. Viên ngọc đột nhiên biến từ màu xanh sang màu đỏ, đậm đặc tới mức bát nước cũng chuyển màu luôn. Chắc Nhất Phàm cầm miếng ngọc lên cho mọi người xem. Đồ giả thì chỉ cần gặp nước thuốc sẽ biến màu, giờ thì mới biết ai nói thật. Ông ta căm phẫn không nói nên lời, miếng ngọc này của ông ta chỉ đáng giá 3 đồng thôi. Một cục đá từ đâu chọi thẳng vào đầu tên bán hàng. Ông ta còn đang định chửi thề thì bị một đám đông bu lấy, tất cả đều là khách hàng cũ của ông ta. Trả linh thạch lại cho ta, đồ lừa đảo. Ông ta bị bế đi, Chắc Nhất Phàm có trò vui giải trí thì cũng thỏa mãn. Vị tiểu thư kia lên tiếng cảm tạ Chắc Nhất Phàm đã giúp cô chứng minh giá trị của miếng ngọc. Dù chỉ có giá 3 đồng, nhưng cô ấy không mua miếng ngọc đó. Ta chỉ muốn nói cho những người đó biết giá trị thực sự của miếng ngọc đó mà thôi. Bóng lưng cô ta mở dần. Chắc Nhất Phàm phải công nhận ánh mắt cô ta rất sắc bén, may là chưa có kinh nghiệm gì lắm. Đột nhiên Chắc Nhất Phàm vay Bàng Vũ 10 miếng linh thạch để làm gì đó, nhưng lại không cho anh ta đi theo. Bàng Vũ ôm chiếc túi vơi đi một nửa mà khóc thầm trong lòng. Chắc Nhất Phàm đi đến một ngõ hẻm. Ông lão bán hàng vừa rồi lộ mặt sau gốc cây, cứ ngỡ ông ta bắt được anh, ai ngờ anh lại đang đi tìm lão. Tìm ta? Ngươi còn dám tìm ta sao? Ngươi cũng to gan lắm. Chắc Nhất Phàm muốn tới bàn chuyện làm ăn, cụ thể là anh sẽ lấy miếng mặc ngọc đó của ông ta ra giá 10 viên linh thạch. Ông ta không tin được. Vừa rồi Chắc Nhất Phàm vừa chứng minh đây là mặc ngọc giả, cô gái kia còn nói hòn này chỉ có giá 3 viên, thế mà anh lại trả đến 10 đồng. Mặc dù đây là giả, nhưng lại giống y như thật. Chắc Nhất Phàm biết đâu lại có thể bán nó với giá cao. Ông lão gật gù, chuyện làm ăn thì ông ta hiểu nhanh lắm. Nhưng ông ta nói cái giá 10 viên là quá ít, vì Chắc Nhất Phàm vừa mới đạp đổ bát cơm của ông ta rồi. Chắc Nhất Phàm để cho ông ta ra giá, nhưng ông ta lại muốn cái mạng của anh. Mấy tên thích khách ẩn nấp từ đâu bây giờ mới lộ mặt, chặn hết đường thoát của Chắc Nhất Phàm. Anh thật lòng muốn hợp tác làm ăn, nhưng thái độ của ông ta thật sự khiến anh ngứa mắt. Nếu không phải ngươi gây sự, ta đâu có mất mặt như thế này. Mau đưa linh thạch đây, sau đó khấu đầu 30 cái thật to cho ta. Nếu ông ta đã thích thì Chắc Nhất Phàm sẽ chiều. Cả đám vừa xông lên, đột nhiên cơ thể cứng ngắc không nhúc nhích. Đôi mắt ông ta đỏ rực y hệt như tên Tô Chiết, đưa viên mặc ngọc giả cho anh trong vô thức. Những tên còn lại đều bị Chắc Nhất Phàm hút hết sinh khí, sau cùng chỉ còn lại cái xác khô. Sau khi trở về khách điếm, Chắc Nhất Phàm nhờ Bàng Vũ canh chừng ngoài cửa cho anh, không cho phép ai vào bên trong. Anh đặt tấm mặc ngọc giả trên bàn, sau đó chuyển linh khí vào bên trong. Một lát sau viên ngọc lại đổi hình dáng, tuy nó là mặc ngọc giả, nhưng lại là huyết tinh linh hàng thật. Huyết tinh linh là một loại đá quý hiếm, tích tụ hàng ngàn vạn tinh huyết, hấp thu tinh khí đất trời, tinh hoa mặt trời mặt trăng, trải qua hàng ngàn vạn năm mới có thể thành hình. Chí âm chí dương là bảo vật của ma đạo tu giả. Theo ghi chép của Cửu U Mật Lục, huyết tinh linh có thể tu thành huyết anh bổn mạng. Huyết anh ra đời sẽ cướp tinh huyết của người khác để sống, vô cùng tàn nhẫn. Huyết anh có thể trưởng thành cùng tu giả, trở thành thánh cấp huyết anh, ngay cả đế cấp cường giả cũng không dám ho he gì. Nếu như kiếp trước Chắc Nhất Phàm tìm được huyết tinh linh, có được huyết anh bổn mạng, thì đám thánh giả kia có là gì? Chắc Nhất Phàm nhỏ vài giọt máu tươi lên huyết tinh linh, thứ mà Cửu U Ma Đế cũng không may mắn có được, bây giờ đã nằm trong tay Chắc Nhất Phàm rồi. Muốn luyện huyết anh, người tu luyện phải liên tục rót máu tươi đến khi huyết tinh linh giống với linh khí, cảm nhận được tim mạch của nó. Nhưng Chắc Nhất Phàm đã mất quá nhiều máu, tầm nhìn đang bị nhòe đi. Nhưng để thu phục huyết tinh linh và luyện thành huyết đan chỉ có một cơ hội, nếu lần này từ bỏ thì không thể thành công. Một cơn đau dội tới khiến Chắc Nhất Phàm đứng hình, sau đó máu tươi phun ra như nước. Nếu cứ tiếp tục, tính mạng anh sẽ gặp nguy hiểm. Nếu cả tính mạng còn không giữ được thì cần huyết tinh linh làm gì? Trong lúc mê man, Chắc Nhất Phàm nhớ lại cảnh mình anh đối đầu với đám thất hoàng, là tên thánh giả nhưng lòng tham vô đáy đó, hay là tên triệu thành phản đồ kia. Tất cả bọn họ đều muốn Chắc Nhất Phàm xuống suối vàng, nhưng anh sẽ không để chúng toại nguyện. Đạo sĩ cái gì, thánh giả cái gì, ta là ai? Ta là ma hoàng Chắc Nhất Phàm. Thứ mà Chắc Nhất Phàm mất đi, anh sẽ tự tay giành lại. Chắc Nhất Phàm dồn hết máu tươi và công lực vào huyết tinh linh, lần này liều mà không ăn nhiều thì chỉ có ăn cướp thôi. Huyết tinh linh phát sáng, tỏa ra linh khí cuồn cuộn, xem ra Chắc Nhất Phàm đã thành công rồi. Anh thi triển Thiên Ma Đại Hóa Quyết, dung hợp huyết tinh linh vào cơ thể. Chắc Nhất Phàm gào lên như mãnh thú, trải qua cơn đau tột độ, Bàng Vũ canh cửa chắc cũng phát hoảng. Sau một hồi giày vò, Chắc Nhất Phàm đã thành công. Trong cơ thể mang theo bổn mệnh huyết anh, hình hài đứa trẻ đang liên tục hấp thu linh khí. Thật không ngờ có thể luyện thành bổn mệnh huyết anh dễ như thế, Chắc Nhất Phàm bây giờ có thể quyết định loại võ công tu luyện rồi. 10 ngày sau, Bàng Vũ gật gù trước cửa phòng đợi Chắc Nhất Phàm, thái phủ đã cho người thúc giục rồi. Anh không biết tên này đầu gỗ hay gì nữa, đã hứa canh gác không cho ai làm phiền Chắc Nhất Phàm, làm Bàng Vũ cứ đứng như khúc gỗ trước cửa phòng anh vậy. Bàng Vũ vẫn tỏ ra bình thường dẫn Chắc Nhất Phàm đi đến thái gia. Anh tò mò Bàng Vũ sao không hỏi anh bấy lâu nay ở trong phòng làm cái gì. Bàng Vũ vô tư trả lời, đó là việc của ngươi, nếu ngươi muốn sẽ tự nói cho ta biết. Chắc Nhất Phàm mỉm cười, sự tin tưởng vô điều kiện này là thứ duy nhất anh chưa có được khi tu luyện tới cảnh giới ma hoàng kiếp trước. Bọn họ tới trạch viện của thái gia, nhìn qua đã thấy thật hoành tráng. Hai tên đứng canh ở cửa vào ngăn bọn họ lại. Bàng Vũ bình tĩnh xưng tên, còn gọi Chắc Nhất Phàm là quản gia của Lạc gia nữa.
Thực ra 8 ngày trước Thái gia cho người tới đã nói Trác Nhất Phàm là quản gia rồi, có lẽ Lạc tiểu thư đã giới thiệu như thế. Trác Nhất Phàm từ ma hoàng tụt xuống quản gia cho một gia tộc nhỏ bé, khó chịu vô cùng. Tuy nhiên anh cảm thấy mấy tên hộ vệ thái phủ trông không thân thiện lắm. Quả nhiên, hai bọn chúng nghe Bàng Vũ xưng danh đã ra mặt khinh bỉ. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là đám ruồi muỗi Lạc gia, lại thêm hai người tới ăn xin. Bàng Vũ còn đang định xông lên tẩn cho hai tên xấu người xấu nết kia một trận thì bị Trác Nhất Phàm kéo thẳng vào trong. Thái độ của hạ nhân là thái độ của chủ tử, nếu hai tên cấp thấp đã dám vênh váo như thế, chỉ sợ Lạc Vân Thường và Lạc Vân Hải bên trong có vấn đề. Quả nhiên, nơi ở của tỷ đệ Lạc gia lại là một căn nhà cấp 4 bằng rơm. Không chỉ thế, còn bị đối xử như hạ nhân của Thái gia nữa. Bàng Vũ vừa vào trong, Lạc thiếu gia đã ôm chầm lấy anh ta, chắc là trong thời gian vừa rồi đã chịu nhiều uất ức. Lạc tiểu thư thì đi tìm Thái công tử cầu xin hắn giúp đỡ xây dựng lại Vân Trang. Nghe tới đó, Trác Nhất Phàm tức giận đến nghiến răng kèn kẹt. Anh kéo tay Lạc thiếu gia để đi tới chỗ tên Thái công tử đó. Trong trang viên, tên Thái công tử đang chơi đùa với nữ tử khác, mặc kệ Lạc Vân Thường ở một bên gọi đến mỏi miệng ba chữ Hiếu Đình ca. Tên Hiếu Đình ban cho cô ánh mắt khinh bỉ. Lạc Vân Thường, ta đã nói với cô rất rõ ràng rồi, từ nay về sau, ta và cô không có quan hệ gì hết, trong mắt ta chỉ có một mình Vũ Phi muội muội. Vũ Phi kia cũng khinh thường Lạc Vân Thường ra mặt. Cả hai vừa nói vừa cười vào mặt cô, Lạc Vân Thường chịu đựng hết nổi. Cô không cần hắn ta thực hiện hôn ước năm đó, chỉ cần hắn có thể khuyên bá phụ nể tình giao hảo giữa hai nhà, giúp đỡ Lạc gia lần này. Thái Hiếu Đình rứt áo ra đi, không muốn dính dáng gì tới Lạc Vân Thường. Hết cách, Lạc Vân Thường chỉ có thể mong hắn nể tình Thanh Mai Trúc Mã, giúp đỡ Lạc gia một lần thôi. Tên Thái công tử sắc mặt dao động, có vẻ cũng còn tình người. Nhưng ả Vũ Phi kia lại xông lên tát thẳng vào mặt Lạc Vân Thường. Tiện nhân, Thái Hiếu Đình là của ta, tránh xa huynh ấy ra. Sau đó cô ta quay lại cảnh cáo Hiếu Đình không được lại gần Vân Thường nửa bước. Xem ra tên này mắc chứng sợ vợ, dù chưa thành thân với nhau nhưng đã bị Vũ Phi nắm trong lòng bàn tay. Lạc Vân Thường ôm bên má sưng tấy, nước mắt lưng tròng. Lạc gia phải làm sao đây, có ai đó có thể cứu ta không? Đúng lúc đó Trác Nhất Phàm lao lên như một vị anh hùng. Anh tặng cho Hiếu Đình và Vũ Phi mỗi đứa một cái vả vào mặt. Một đôi gian phu dâm phụ, dám làm hỏng chuyện của ta. Hiếu Đình ôm mặt bò lăn dưới đất. Hắn nhìn qua đánh giá Trác Nhất Phàm, chạc tuổi hắn nhưng lại ra tay với tốc độ kinh người. Hắn với Vũ Phi cũng là thiên tài cao thủ tụ khí cảnh, nhưng thời gian phản ứng cũng không có, ăn trọn hai cái bạt tai của Trác Nhất Phàm. Với tâm tính của ma hoàng, Trác Nhất Phàm đã sớm nhìn rõ khổ nạn thế gian, sao có thể vì một nha đầu mà chịu sỉ nhục. Nhưng nhìn thấy cô ta rơi vào tình cảnh này, trong lòng anh liền có cảm giác đau đớn. Tất cả chắc chắn là vì tâm ma của tên Trác Phàm này mà ra. Xem ra Trác Nhất Phàm sẽ mất rất nhiều thời gian vì chuyện của Lạc gia rồi. Anh lau nước mắt trên má Vân Thường rồi dẫn cô rời đi. À, Vũ Phi vẫn chưa hả dạ, bắt bọn họ đứng lại. Đánh người còn muốn bỏ đi, không dễ vậy đâu. Lạc Vân Thường cô tưởng đây là đâu chứ, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? À, ta lộ ra vẻ mặt ác độc. Muốn ép tất cả bọn họ quỳ xuống, dập đầu ba cái thật to rồi mới được rời khỏi đây. À, ta không quên chỉ mặt Trác Nhất Phàm vì đã ra tay với ả. Lạc Vân Thường không chịu được cảnh ép người quá đáng. Nhưng ả Vũ Phi sở trường là như thế, còn có tên Hiếu Đình kia trợ lực, cả hai đứa đều là tiểu nhân bỉ ổi. Lạc Vân Thường cô nghĩ cho kỹ, không phải chỉ có một mình cô. Đừng xúc động nhất thời mà hại đến tính mạng đệ đệ của cô. Không ai có thể chịu đựng được cảnh vô lý này hết. Nhưng Vân Thường vì em trai, ra lệnh cho họ quỳ hết xuống. Gương mặt của đôi cầu nam cầu nữ lộ rõ vẻ đắc ý, nhưng có Trác Nhất Phàm ở đây, đừng hòng tên nào dám bắt Lạc gia phải quỳ hết. Anh lao như tên bắn, dí đầu hai đứa xuống đất thật mạnh. À, Vũ Phi cũng thật cứng đầu, bị dư chấn mạnh như vậy mà còn có thể ngóc đầu lên. Cô ta nhìn Trác Nhất Phàm với ánh mắt căm thù, lại là ngươi. Bây giờ cho dù các ngươi quỳ xuống xin tha, bổn tiểu thư tuyệt đối không tha. Không tha thì làm sao? Trác Nhất Phàm tặng thêm cho tên Hiếu Đình một cú đá. Hắn ta bay về phía Vũ Phi, cả hai va vào nhau đúng như mong muốn. Bàng Vũ và Vân Thường thất kinh, còn Vân Hải thiếu gia thì vô cùng hài lòng. Kẻ nào to gan dám làm loạn thái phủ? Một giọng nói uy nghiêm vang lên từ cổng vào. Tên Hiếu Đình mừng rỡ gọi cha, cuối cùng cũng có người cho hắn dựa lưng rồi. Hắn chỉ vào mặt Trác Nhất Phàm mách tội, cha, tên tiểu tử này đang làm loạn nhà chúng ta. Trác Nhất Phàm mắt đối mắt với gia chủ Thái gia, nói ra tu vi luyện cốt cảnh bát trọng của lão. Lão ta bất ngờ, khá lắm, xin hỏi các hạ là ai? Quản gia Lạc gia, Trác Phàm. Từ lâu gia chủ Thái gia đã nghe về quản gia mới của Lạc gia, không ngờ lại là một người trẻ tuổi có khí tức thần bí. Nếu là bình thường, lão tuyệt đối không muốn gây chuyện với người lai lịch bất minh. Nhưng tiếc là ở đây còn có một thế lực khiến lão ta không thể đắc tội, chính là ả Vũ Phi kia. Lão ta xoa đầu ả ta, thể hiện rõ bản thân mình đứng về phe ai. Vân Thường, ta có lòng tốt thu nhận tỷ đệ cô. Các người không báo đáp thì thôi, còn gây chuyện thị phi sao? Với cả gia tộc coi người như cỏ rác như Thái gia, Trác Nhất Phàm đứng ra đấu khẩu với lão. Một tên già đầu còn bắt nạt một thiếu nữ đáng tuổi con mình. Chẳng những thế còn ra vẻ có ơn với Lạc gia. Nói thẳng thì cũng chỉ vì hai chữ lợi ích, nếu không Thái gia cũng đã không hủy hôn rồi. Thái lão gia cũng không vòng vo. Hôm nay lão nhất định đòi lại công bằng cho ả Vũ Phi. Bốn người họ mỗi người nhận của lão một trưởng, chỉ dùng hai phần lực, sống chết tùy duyên. Quả nhiên là nhà rột từ nóc, Bàng Vũ không thể không lên tiếng. Hai phần lực luyện cốt bát trọng của ông,
cao hơn cao thủ tụ khí cửu trọng, ông rõ ràng là muốn lấy mạng của ta. Trác Nhất Phàm không nể nang gì, chủ động lao lên tấn công. Thái lão gia đang quay lưng đi, bất ngờ vì bị tấn công trước, nhưng cũng kịp thời phản ứng. Một vụ nổ vang lên, Trác Nhất Phàm còn nguyên vẹn lùi ra sau. Tụ khí cảnh nhị trọng không ngờ có thể đỡ được hai phần lực của ta, có điều ngươi may mắn thoát chết, những người khác thì chưa chắc. Trác Nhất Phàm phì cười, vận mệnh cái thá gì chứ, anh chỉ dựa vào thực lực của mình thôi. Khi lão ta nhận ra thì bản thân đã bị phụt máu. Không những thế, tên Hiếu Đình đằng sau đột nhiên ho khù khụ, máu tươi cứ thế tuôn ra. Ta chỉ muốn nói cho Thái gia chủ biết, Trác Phàm ta có thể lấy mạng con trai ông bất cứ lúc nào, hãy cẩn thận cho ta. Trác Nhất Phàm khẽ ngoắc tay, tên Hiếu Đình càng phun nhiều máu hơn. Thái gia chủ vội vàng ra tay xin hàng, được rồi, ta tin ngươi. Trác Nhất Phàm hài lòng rời đi, không quên tặng ông ta một câu nói. Hôm nay ông không thèm để ý tới tôi, ngày mai tôi sẽ cho ông không với tới được. Chúng ta sẽ gặp lại thôi. Nhìn bốn người rời đi, Ả Vũ Phi muốn biết Thái gia chủ định làm gì. Khi đó ông ta thu nhận họ, bây giờ coi như thả hổ về rừng. Cũng tức là không dám động gì tới đám Trác Nhất Phàm. Lão ta còn không quên dặn dò Ả Vũ Phi nên loại bỏ Trác Nhất Phàm sớm, nếu không sau này nhất định nguy hại tới Tôn gia bọn họ. Ả Vũ Phi nghiến răng cay cú, vì Thái gia chủ lo cho Hiếu Đình nên không dám động đến Trác Nhất Phàm. Nhưng Tôn gia thì không sợ anh, hắn dám đánh gương mặt quý giá của bổn tiểu thư. Ta phải bắt hắn đền mạng, hắn sẽ phải trả giá vì đã động tới Ngự Hạ Thất Thế gia. Trên đường đi, Trác Nhất Phàm hỏi Lạc Vân Thường có biết Ngự Hạ Thất Thế gia là gì không. Cô ta ngạc nhiên khi anh lại biết đến danh xưng này, trong khi Bằng Vũ còn ngơ ngác không hiểu gì. Lạc gia trước đây ở Quy Vân Trang, không liên quan nhiều tới Ngự Thất Thế gia nên không biết gì về họ. Bây giờ họ lưu lạc ở ngoài, nếu thật sự gặp họ thì nhất định không thể xảy ra mâu thuẫn, cho dù là con chó của bọn họ cũng vậy. Bằng Vũ tò mò không biết Ngự Hạ Thất Thế gia là thế lực như thế nào. Vân Thường trước giờ cao ngạo, đối diện với Thái gia cũng không thốt ra những lời như thế. Suy cho cùng, Thái gia hay Lạc gia cũng chỉ là thế tục gia tộc. Ở thời Thiên Vũ Đế quốc khai quốc, có 7 vị công thần được hoàng đế phê chuẩn, có thể ngang hàng với hoàng gia. Họ có trong tay lãnh địa và thế lực, xếp trên các thế gia khác. Kẻ thù của bọn họ chính là cả đế quốc, đây chính là Ngự Hạ Thất Thế gia. Thất Thế gia chính là cấm khu mà các đại thế gia khác không được động vào. Mỗi người nắm quyền trong gia tộc đều biết chuyện này. Trác Nhất Phàm hỏi tiếp, trong đó có Tôn gia không? Bàng Vũ tự tin nói nếu Ả Vũ Phi kia thuộc về Thất Thế gia thì Vân Thường sớm đã cản anh lại rồi, nhưng anh chỉ có thể ném cho cô Ả ánh mắt phán xét thôi. Xem ra Tôn gia và Thất Thế gia có liên quan với nhau, tất cả từ chính miệng Ả Vũ Phi kia vừa nói ra. Bọn họ ai nấy đều sững sờ, vừa mới xả được cục tức, ai ngờ lại xả lên người của Ngự Hạ Thất Thế gia. Lạc tiểu thư kéo tay Trác Nhất Phàm đi xin lỗi Vũ Phi, nhưng anh biết chắc bây giờ quay lại thì chỉ có đường chết thôi. Một giọng nói non nớt vang lên, Trác đại ca vậy chúng ta phải làm sao đây? Lạc Vân Hải nhìn Trác Nhất Phàm bằng ánh mắt sáng như thấy vàng, quan trọng là cậu ta không còn gọi anh là cẩu nô tài nữa. Vân Hải này cũng biết nhìn người để đối xử đấy. Trác đại ca có ơn cứu mạng với hai tỷ đệ, ta vô cùng cảm kích. Sau này huynh chính là tái sinh phụ mẫu của ta, ca ca ruột của ta, anh rể của ta, cầu xin huynh cứu chúng ta một lần nữa. Trác Nhất Phàm thở dài, hỏi Vân Thường xem ở Phong Lâm Thành này thực sự có người của Thất Thế gia sao. Sau khi biết ở đây có Tiềm Long Các, dám bảo thế gia đệ nhất Thất Thế gia, Trác Nhất Phàm quyết định ngày mai sẽ tới đó. Mà mục đích tới Tiềm Long Các chính là để liên minh. Ngày hôm sau, hai người lính canh ở Tiềm Long Các thấy có bốn bóng người đang tới gần. Trác Nhất Phàm nhìn qua đánh giá, cả hai là tụ khí cảnh điền phong. Không hổ danh là Ngự Hạ Thất Thế gia, ngay cả người trông cửa cũng đã có thực lực như vậy. Quả nhiên hai người đứng canh liền chặn họ lại. Trác Nhất Phàm thông báo Quy Vân Trang Lạc gia tiểu thư tới cầu kiến quản sự ở đây. Hai người cay cú vì Trác Nhất Phàm ngông cuồng đến mức không thèm nhìn vào mặt mình. Lạc gia, ta chưa nghe tên bao giờ, quản sự chúng ta không gặp mấy kẻ vô danh tiểu tốt. Trác Nhất Phàm biết ngay mấy tên danh con này lại ra vẻ uy hiếp anh. Tuy nhiên có gặp hay không chúng cũng phải đi thông báo cho chủ tử, chưa đến lượt hai tên nô tài ở đây làm chủ. Ngươi nói gì? Hai tên dậm chân thể hiện uy lực, ngọn gió khiến mấy người sau lưng Trác Nhất Phàm phải che mặt. Trác Nhất Phàm cũng không khách khí, thì ra Ngự Hạ Thất Thế gia đãi khách như thế này đây. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Dừng tay, một nữ tử bước từ trong ra. Là vị tiểu thư hôm đó Trác Nhất Phàm gặp trên phố, hai người kia quỳ xuống cung kính trước cô. Nếu là tiểu thư này thì có vẻ dễ nói chuyện hơn rồi, liền cho phép Trác Nhất Phàm vào bên trong. Trác Nhất Phàm lên tiếng trước, không ngờ tiểu thư là người của Tiềm Long Các, thất kính rồi. Tiểu nữ Long Quỳ, làm việc tạp vụ ở Tiềm Long Các thôi, không biết tiên sinh có việc gì. Trác Nhất Phàm giới thiệu sơ qua Lạc gia. Nghe nói Tiềm Long Các là đệ nhất thế gia dám bảo Thiên Vũ Đế quốc, nên hôm nay cùng Lạc tiểu thư tới bán một bảo vật gia truyền. Long Quỳ có vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn mời bọn họ vào. Hai tên đứng canh nhìn nhau ngơ ngác. Không phải chứ, tiểu thư làm gì có bằng hữu nào nghèo như vậy, chắc là muốn luyện tay thôi. Bọn chúng đợi đến khi bảo vật đưa ra không hợp ý Long Quỳ, đám Trác Nhất Phàm bị đuổi ra ngoài thì sẽ dạy cho anh một bài học. Sau khi vào trong, Long Quỳ háo hức chờ đợi bảo vật của Trác Nhất Phàm. Cô ta không màng khói lửa nhân gian, thực ra lại vô cùng tinh anh. Vừa rồi là cô ta thử thách họ, sau đó mới quyết định kế sách đàm phán làm ăn tiếp theo. Dù Long Quỳ tinh anh đến đâu thì cũng không đủ đẳng cấp với Trác Nhất Phàm đã sống mấy nghìn năm nay được. Trác Nhất Phàm mở ra bức đồ nha cho Long Quỳ xem. Cô ta vừa nhìn vừa sờ soạng, vẻ mặt lộ rõ sự bất ngờ.
bên cạnh Bằng Vũ và Vân Thường thì thầm to nhỏ. Đây không phải bức đồ nha mà chắc phàm vẽ hôm qua sao? Sao cô ta lại coi như bảo bối vậy? Sau khi xem xong, Long Quỳ thở hắt một hơi, muốn hỏi giá của Trác Nhất Phàm. Trác Nhất Phàm lại để cho cô ta ra giá trước. Long Quỳ nói không chớp mắt, 20 vạn đồng linh thạch. Bằng Vũ và Vân Thường sốc nổ não, một bức tranh tùy tiện của Trác Nhất Phàm lại có giá 20 vạn linh thạch. Nhưng Trác Nhất Phàm là một người có tham vọng, làm sao hài lòng với cái giá này được? Long tiểu thư, cô định cho ăn mày à? Lão tử không bán. Long Quỳ vô thức lùi lại với tấm họa trên tay. Trác tiên sinh, chỉ là nhất cấp trận thức đồ thôi, 20 vạn cũng không ít. Ngoài ra, đây chỉ là bản vẽ tay, không phải bản điêu khắc. Long Quỳ thấy 20 vạn là giá hợp lý rồi. Trác Nhất Phàm bật cười, anh đọc sách không ít, cô ta không lừa được anh đâu. Mau đưa bức đồ cho tôi. Thấy Trác Nhất Phàm lại gần, Long Quỳ ra giá 30 vạn. Nhưng 30 vạn vẫn chưa đủ hài lòng Trác Nhất Phàm. Long Quỳ lần đầu tiên bị bức giá tới vậy. Tuy nhiên, bức đồ này tuy là nhất cấp trận, nhưng có rất nhiều trận đồ ngay cả cô ta cũng chưa từng thấy. Cho dù chịu lỗ, cô ta cũng phải có được nó. Nhưng không ngờ Trác Nhất Phàm lại nắm thóp được cô, há miệng chặt chém. Thấy Trác Nhất Phàm không dễ suy chuyển, Long Quỳ chuyển sang đàm phán với Vân Thường. Lạc tiểu thư, bức đồ này nhiều nhất là 30 vạn. Hơn nữa khắp đế quốc chỉ có một mình chúng tôi có thực lực mua nó. Cô mang đi nơi khác không bán được với giá này đâu. Thấy Vân Thường ái ngại nhìn sang Trác Nhất Phàm, Long Quỳ nắm bắt cơ hội. Lạc tiểu thư, cô làm ăn lớn với Tiềm Long Các chúng ta, đương nhiên sẽ trở thành khách quý ở đây, sau này cửa chính Tiềm Long Các luôn mở cửa chào đón. Khách quý cũng có thể coi là chỗ dựa rồi. Vân Thường liền quay lại muốn Trác Nhất Phàm chốt giá. Đúng là để cô ta đàm phán thì chỉ có thua thiệt, Trác Nhất Phàm phải trực tiếp ra mặt. Long tiểu thư, ta là quản gia của Lạc gia, có chuyện gì ta làm chủ, mau đưa bức đồ cho ta. Long Quỳ giả bộ thở dài, trả lại bức đồ cho Trác Nhất Phàm. Lại cố tình nói anh có đi đâu cũng không tìm được nơi nào thu mua với giá cao như Tiềm Long Các đâu. Nhưng chứng mà đòi khôn hơn vịt, không có đâu. Trác Nhất Phàm vừa rồi thấy Long Quỳ cố ý chặn cửa bọn họ, không biết Tiềm Long Các này còn có dám bảo sư nào khác không. Long Quỳ giận run người vì mọi thứ không theo kịch bản, còn bị Trác Nhất Phàm châm chọc. Trác tiên sinh, mắt nhìn của ngài không tồi, nhưng tuyệt đối đừng tự trách mình. Trác Nhất Phàm vẫn lặp lại câu hỏi cũ, xin hỏi còn dám bảo sư nào khác không. Long Quỳ thẹn quá hóa giận quay lưng rời đi, sau đó mời đến một ông già tóc bạc, trên mắt có vết sẹo dài. Vân Thường vừa nhìn đã nhận ra đó là Thần Nhãn Long Cửu, tổng quản sự của Tiềm Long Các ở Phong Lâm Thành, là giám bảo sư đứng đầu nơi đây. Trác Nhất Phàm đề cao cảnh giác, ông già kia đúng là một cao thủ, thực lực còn cao hơn rất nhiều so với lão Thái Vinh gia chủ Thái gia kia. Thực lực cách nhau quá xa nên Trác Nhất Phàm không thể nhìn ra tu vi của lão. Long Cửu chào hỏi Trác Nhất Phàm và Vân Thường. Sau khi biết anh là quản gia mới của Lạc gia, lão nói một câu ẩn ý, chỉ cần không phải lão tôn đầu, Lạc gia ai làm quản gia cũng được. Nghe nói Trác Nhất Phàm hoài nghi về giám định của Long Quỳ, nên ông ấy đích thân tới đây đòi lại công bằng cho cô. Long Quỳ dù mới xuất đạo không lâu nhưng nhãn quan độc đáo, chắc chắn không sai. Nhưng để anh tâm phục khẩu phục, Long Cửu vẫn tới đây. Trác Nhất Phàm đưa ra bức họa, quả nhiên Long Cửu cũng bị làm cho giật mình. Long Quỳ đứng bên lẩm bẩm, Cửu thúc, giống như con nói phải không? Nhất cấp trận thức đồ đáng giá 30 vạn, ánh mắt Long Cửu và Trác Nhất Phàm chạm vào nhau. Ông ta không ngờ Lạc gia lại có thứ này trong tay, ra giá 180 vạn. Không chỉ bên Lạc gia, chính Long Quỳ cũng không ngờ ông ấy chơi lớn như thế. Trác Nhất Phàm vẫn lạnh lùng nói, quá thấp. Long Cửu cũng hiểu, vì 180 vạn là số tiền tạm thời lão có thể điều động được, nhiều hơn thì không có. Thấy lão Cửu đã ngả bài, Vân Thường thấy họ nên bán cho lão ta, 180 vạn cũng được. Nhưng Trác Nhất Phàm không đồng ý, nếu lão ta không ra mức giá cao hơn thì mối làm ăn này coi như hủy bỏ. Tiểu tử, lão phu nhất định cần thứ này, nói không được, Long Cửu dùng luôn vũ lực hất bay Trác Nhất Phàm ra xa. Anh ngược lại không hề bị dọa cho sợ, mà còn lên tiếng khiêu khích. Cửu gia, làm thế này sẽ tổn hại tới danh tiếng Tiềm Long Các đó. Tiềm Long Các là kinh thương gia tộc duy nhất của thất thế gia, ép buộc mua bán sẽ ảnh hưởng tới uy danh gia tộc. Trác Nhất Phàm chỉ có cái mạng này, còn lão ta có dám lấy danh dự của gia tộc ra đánh cược không? Long Cửu bị anh đối địch nhưng lại phá lên cười. Còn nói Lạc gia có anh chống đỡ, chắc chắn sẽ có ngày chấn hưng trở lại. Tiểu tử, ta biết ngươi tới Tiềm Long Các không chỉ vì muốn bán bức đồ long này, có điều kiện gì thì nói đi. Trác Nhất Phàm ra giá 1.000 vạn, trước tiên cứ trả 100 vạn, rồi sau đó từ từ tính. Coi như là Long Cửu nợ anh, Long Cửu cầm lấy tấm đồ long, chấp nhận giao kèo với Trác Nhất Phàm. Sau khi đám Trác Nhất Phàm rời đi, Long Quỳ vào trong thỉnh giáo Long Cửu. Cô ta chưa từng thấy vật gì đáng giá 1.000 vạn, chưa kể đó chỉ là nhất cấp trận thức đồ. Long Cửu chỉ vào một chỗ trên bức đồ của Trác Nhất Phàm. Cả đế quốc này, e là chỉ có một bức. Long Quỳ vừa nhìn đã nhận ra đây là thượng cổ trận thức đồ. Thượng cổ trận pháp thất truyền bao lâu, nhưng dựa vào cổ tịch này thì có thể chắc chắn đây là hàng riêu rồi. Hơn nữa, đây còn là báu vật vô giá, 1.000 vạn linh thạch không thể sánh được. Sau khi suy nghĩ, Long Cửu ra lệnh cho cô tìm vài cao thủ đi theo bảo vệ Lạc gia, hôm qua bọn họ mới đắc tội với Tôn gia. Long Quỳ ngơ ngác không hiểu vì sao lại phải làm thế. Long Cửu thở dài, vừa rồi ngươi không nghe thấy sao, đây là chúng ta nợ họ. Sau khi trở về từ Tiềm Long Các, Trác Nhất Phàm lao đầu vào tu luyện. Một ngày nọ cuối cùng Tôn gia cũng đem người đến bao vây khách điếm. Trác Nhất Phàm chờ ngày này lâu lắm rồi,
Thấy sự điềm tĩnh trên mặt anh, Bàng Vũ cảm thán. Người tài giỏi đúng là làm hạ nhân cũng rất có khí phách. Bên ngoài Ả Vũ Phi dẫn theo 500 anh em tập hợp trước cửa khách điếm, khẩu khí không nhỏ. Lạc gia đâu, mau cút ra đây cho ta, không phải hôm trước còn hống hách lắm cơ mà. Ai ngờ đám Trác Nhất Phàm thực sự đi ra, xuất hiện một cách không thể ngờ hơn. Thấy dáng vẻ rừng rưng của Vân Thường, cộng thêm câu hỏi vô tri của cô, Ả ta không thể không cay cú. Ngươi quên mất đã làm gì với bổn tiểu thư ở Thái Phủ mấy hôm trước sao? Vân Thường cũng rén lắm, nhưng thấy Trác Nhất Phàm vẫn bình chân như vậy thì cô cũng tự tin mà đối đáp. Ả ta nói muốn diệt trừ Lạc gia, nhưng Lạc gia tồn tại trăm năm nay, đâu thể nào nói muốn diệt là diệt được. Còn Tôn gia mới tới Phong Lâm Thành được vài chục năm, còn phải coi chừng cái miệng ấy chứ. Ả Vũ Phi đấu khẩu không lại, liền xông lên dùng vũ lực. Bàng Vũ cũng đã chuẩn bị để cho cô ta thêm bạt tai nữa, nhưng cũng may có tên biểu ca của Ả ta ngăn lại. Lạc tiểu thư, thứ lỗi cho biểu muội vô lý. Thực ra chúng ta tới là để tìm quản gia của quý phủ, đòi lại công bằng cho biểu muội, không liên quan đến tiểu thư. Ả Vũ Phi ở đằng sau thấy anh họ mình không làm theo kế hoạch đã bàn trước thì tức giận ra mặt. Sợ cô ta nóng giận phun hết kịch bản của chúng ra, hắn liền chặn họng cô ta lại. Hắn nói chỉ cần giao Trác Nhất Phàm ra, sẽ không động đến Lạc gia, chẳng những thế còn giúp Lạc gia trở lại đỉnh vinh quang. Nhưng Vân Thường không phải kiểu người đó, Trác Nhất Phàm là quản gia nhà cô, muốn gây chuyện với anh cũng chính là gây chuyện với Lạc gia rồi. Kế sách miệng lưỡi không thành, hắn ta liền đổi sang thái độ lấy tên tuổi ra để đe dọa. Nếu như ngươi biết thân biết phận của ta, chắc là sẽ không nói như vậy nữa. Tại hạ U Tuyền, đệ tử U Minh Cốc, ngự hạ thất thế gia. Ả Vũ Phi thấy sắc mặt giả bộ bất ngờ của đám Vân Thường thì cười phá lên, ha ha ha, sợ chưa? Không ngờ Tôn gia thực sự có quan hệ với ngự hạ thất thế gia, chẳng trách lão Thái Vinh kia cũng không dám trở mặt với Ả ta. Hết cách, Vân Thường kéo kéo tay áo Trác Nhất Phàm, bảo anh ra mặt. Vừa nói phải nghe, Trác Nhất Phàm oai phong bước lên, hỏi bọn chúng lên từng người hay tất cả cùng lên. U Tuyền thấy anh đúng là ngông cuồng như trong lời kể của Ả Vũ Phi, nói rằng nếu xông lên đối phó với anh chỉ làm mất uy danh của U Minh Cốc. Nhưng lời nói không ăn khớp với hành động, U Tuyền chủ động xông lên tấn công. Hóa ra lý do hắn nuôi móng tay dài như mấy tỷ tỷ là để dùng làm móng vuốt. Đòn bất ngờ của hắn khiến một bên mặt của Trác Nhất Phàm bị rớm máu. Tên này là tụ khí lục trọng mà lại là một ma đạo tu giả. Vân Thường còn đang lo lắng cho Trác Nhất Phàm, nhưng anh lại cảm thấy vô cùng thú vị. U Tuyền cũng thấy có gì đó sai sai, vì trông anh không có gì là sợ hãi, ngược lại còn cảm giác như đang mừng thầm. Mải suy nghĩ nên Trác Nhất Phàm tấn công từ lúc nào hắn cũng không kịp phản ứng. Trác Nhất Phàm tung ra chiêu huyết ảnh trưởng, khiến U Tuyền hốt hoảng, vội dùng cánh tay lên đỡ. Va chạm tạo ra một sự rung động trong không khí. Sau cùng, cả hai đều lùi ra xa tránh đối phương. Ả Vũ Phi bây giờ mới lên tiếng dặn dò hắn cẩn thận, đến cả lão Thái Vinh cũng chịu thua chiêu này của Trác Nhất Phàm. Hắn nhìn vết máu trong lòng bàn tay đang run rẩy, bắt đầu thấy chuyện này phiền phức hơn rồi, không ngờ lại gặp người đồng đạo là Trác Nhất Phàm. Nếu biết sớm, hắn đã không thèm đi theo Ả Vũ Phi kia đến đây rồi. Nói về ma đạo thì cái tên đã thể hiện tất cả. Theo đuổi sự mạnh mẽ không từ thủ đoạn, khác xa với chính đạo thanh quan giới luật, chú trọng tu luyện cơ bản. Bởi vì đối thủ của ma đạo chính là một lũ điên khùng dị thường. U Tuyền nhíu mày, tự nhủ phải nhanh chóng xử lý Trác Nhất Phàm. Cánh tay hắn lóe sáng lên ngọn lửa màu tím ảo diệu. Hắn lao như tên bắn khiến Trác Nhất Phàm cũng phải bất ngờ, trúng một đòn u minh chảo của hắn, Trác Nhất Phàm phụt máu tươi không ngừng. U Tuyền đắc ý vì đã chặn lại tâm mạch của Trác Nhất Phàm, chắc chắn sẽ khiến anh không thể ra chiêu. Tình thế đổi lại, Ả Vũ Phi phấn khích muốn U Tuyền kết liễu anh luôn. Không ngờ Trác Nhất Phàm vẫn có thể dùng một chiêu huyết ảnh hưởng, thổi bay tên U Tuyền ra 8 mét. Miệng hắn cũng bắt đầu rỉ máu, nhưng hơn hết là không hiểu vì sao Trác Nhất Phàm có thể tung chiêu. Vân Hải ở đằng sau cổ vũ, nói Trác Nhất Phàm thần thông quảng đại cái méo gì chả làm được. Ai ngờ vừa dứt lời anh đã nôn ra một ngụm máu tươi, cả người khuỵu xuống. U Tuyền nhếch mép, ta còn tưởng hắn sử dụng võ công gì, hóa ra là tự bạo tâm mạch. Có điều như vậy, hắn sắp gần đến địa ngục rồi. U Tuyền vừa đi vừa khoác lác, nếu Trác Nhất Phàm và hắn thực lực tương đương thì đã đồng quy vu tận cùng nhau rồi. Nhưng bây giờ cho dù hắn đang bị thương, cũng có thể tự tay tiễn Trác Nhất Phàm xuống suối vàng. Vân Thường đứng chắn trước mặt Trác Nhất Phàm, không để hắn tấn công anh. Tên U Tuyền lươn lẹo lách sang một bên, hắn không nỡ ra tay với cô. Còn với Bàng Vũ thì nhẫn tâm đẩy sang một bên. U Tuyền đến trước Trác Nhất Phàm đang nửa tỉnh nửa mơ, năm móng vuốt căng lên mạnh mẽ. Đòn vừa tới gần, không hiểu sao Trác Nhất Phàm lại nhếch mép. Một bàn tay dùng phàm giai trung cấp võ kỹ của Tiềm Long Chảo giữ chặt lấy tay U Tuyền khiến hắn không thể nhúc nhích. Long Kiệt, là ngươi sao? Long Kiệt trước tiên giảng đạo lý cho hắn. Các cụ dạy không nên đuổi cùng giết tận, phải chừa đường sống cho người khác chứ. U Tuyền hất tay anh ta ra, nói rằng không đến lượt Long Kiệt qua đường chen vào. Nhưng hôm nay Long Kiệt phụng mệnh của Long Cửu đến đây để bảo kê cho Lạc gia, U Tuyền muốn diệt Lạc gia thì phải bước qua xác anh ta trước. Dù U Tuyền bị kinh ngạc, nhưng vẫn cứng miệng cãi cố. Thực lực của hắn và Long Kiệt tương đương nhau, anh ta nghĩ có thể bảo vệ được bốn người Lạc gia sao? Hắn muốn đấu khẩu thì Long Kiệt sẽ chiều, cơ mà hiện tại U Tuyền đang bị thương, cũng mạnh miệng nghĩ rằng có thể làm đối thủ của anh ta sao? Thấy U Tuyền định nói gì đó, Long Kiệt chặn họng hắn luôn. Đúng là ma đạo cao thủ lợi hại, thời điểm quan trọng có thể phát huy thực lực 12 phần. Nhưng nếu hai bên liều chiến một trận thì đều tổn hại hai phía, tên U Tuyền có nhắm gánh vác nổi trách nhiệm này hay không? U Tuyền nghiến răng ken két, vì thấy Long Kiệt nói cũng đúng.
ân oán của U Minh Cốc và Tiềm Long Các sớm muộn gì cũng nổ ra chiến tranh, nhưng không phải bây giờ. Nếu hắn làm hỏng chuyện lớn của gia tộc thì cũng ăn lồng đèn thôi. U Tuyền đã chịu phục, không có ý định gây chiến nữa. Đột nhiên một cơn đau dội lên từ sau lưng khiến hắn không thốt nên lời. Máu tươi phun ra bắn lên gương mặt trắng bệch của Long Kiệt. Sư phụ ngươi không nói cho ngươi biết, trong lúc ma đạo tu giả chiến đấu, do dự thì sẽ hẹo à? U Tuyền cả người run rẩy kinh ngạc nhìn Trác Nhất Phàm. Hắn đã chắc nịch rằng anh sắp xuống suối vàng rồi, nhưng tại sao bây giờ lại còn mạnh hơn, nhanh hơn cả ban đầu nữa? Bây giờ hắn mới nghiệm ra mình đã bị Trác Nhất Phàm dẫn dụ vào trong. U Tuyền đưa tay về phía Long Kiệt cầu cứu, nhưng đã quá muộn rồi, Trác Nhất Phàm bồi thêm một chiêu khiến hắn gục ngã. À, Vũ Phi sợ hãi đến mức ngất lịm. Trác Nhất Phàm quay sang nhìn Long Kiệt, khiến anh ta bất chợt sợ hãi. Nhưng Trác Nhất Phàm không có ý gì xấu, chỉ là cảm ơn Tiềm Long Các đã tương trợ. Có điều sau này bọn họ không cần phái người đến nữa. Sau khi Long Kiệt trở về báo tin, Long Cửu tức giận đập bàn. Lão ta tung hoành một đời, bây giờ lại bị Trác Nhất Phàm lên mặt, làm hỏng kế hoạch của gia tộc. Long Quỳ tuổi nhỏ không hiểu chuyện đó thì có liên quan gì tới Tiềm Long Các bọn họ. Long Cửu mắng cô ta một câu ngu dốt. Khi đó Long Kiệt có mặt tại hiện trường, còn động thủ với U Tuyền, chuyện này ai cũng nhìn thấy. Mà Trác Nhất Phàm lại ra tay với U Tuyền trước mặt Long Kiệt, theo tính chất bắc cầu thì chuyện này đổ lên đầu ai? Long Quỳ hồn nhiên nói lạc ra. Nhưng một người của gia tộc nhỏ như thế, chẳng ai tin lại dám ngang nhiên xuống tay với ngự hạ thất thế gia, hú chi là người của U Minh Cốc và Tôn gia bọn họ. Nói chung, mọi trách nhiệm sẽ đổ lên đầu Tiềm Long Các. Long Quỳ thở dài, thương thay cho số phận đen đủi của họ. Nhưng Long Cửu thấy đây hoàn toàn nằm trong tính toán của Trác Nhất Phàm. Rõ ràng lúc U Tuyền chuẩn bị xuống tay, Trác Nhất Phàm không động đậy một ngón chân. Nhưng khi Long Kiệt xuất hiện thì mới bộc lộ sức mạnh thực sự. Long Quỳ bây giờ mới ngộ ra, nhưng cái nhìn cô ta còn non nớt lắm. Trác Nhất Phàm không tính kế lên Long Kiệt hay U Tuyền, mà tính lên Tiềm Long Các và U Minh Cốc. Nếu hai bên gây chiến, Lạc Gia mới có thể nhân cơ hội thoát thân. Nhưng Trác Nhất Phàm cũng đã tính tới việc đắc tội hai đại gia tộc. Trong lúc bán bức tranh, anh đã biết rõ Long Cửu rất coi trọng danh dự gia tộc. Thế nên nếu Tiềm Long Các bỏ mặc hay ra tay với Lạc Gia, đều chứng tỏ họ yếu thế hơn U Minh Cốc. Thế nên lựa chọn duy nhất là bảo vệ Lạc Gia. Ngay từ đầu hắn đã tính toán trên đầu ta. Tiểu tử này là người nguy hiểm nhất lão phu từng gặp. Nghe Long Cửu nói vậy, Long Kiệt bất giác nhớ lại cảnh tượng ban chiều, trong người không khỏi ớn lạnh. Tối đó Vân Thường và Bàng Vũ tới thăm Trác Nhất Phàm, lại bị anh đuổi ra ngoài. Trác Nhất Phàm đang rất bực mình vì thực lực hiện tại quá yếu. Anh vẫn luôn nghĩ với nhãn giới của Ma Hoàng có thể đánh ra thực lực, nhất định sẽ lấy mạng được U Tuyền. Nhưng thực tế là không thắng, còn không chiếm ưu thế, chứng tỏ hiện tại Trác Nhất Phàm quá yếu. Để tránh khỏi hai nhà Thái gia và Tôn gia, nên Trác Nhất Phàm đã bị cuốn vào tranh đấu giữa Ngự Hạ Thất Thế gia. Cũng chính là nói, kẻ thù sau này chính là Ngự Hạ Thất Thế gia. Với thực lực hiện tại, Trác Nhất Phàm bảo vệ bản thân còn chưa xong, nói gì đến bảo vệ Lạc gia. Anh quyết tâm trở nên mạnh mẽ trong thời gian ngắn. Một bên Thái Hiếu Đình đang luyện công, đột nhiên thổ huyết, cả người xám xịt lăn ra đất. Từ người hắn những giọt máu đậm bay ra thành hình huyết anh của Trác Nhất Phàm. Trác Nhất Phàm tạm thời để hắn sống sót, mục đích là chứng kiến cảnh gia tộc diệt môn của Thái gia. Đêm tối một tên lính gác đi tuần tra một mình, không hiểu vì sao chưa đến giờ đổi ca mà người tuần tra đã nghỉ hết rồi. Một tiếng động sau lưng khiến hắn ta giật bắn mình. Ai ở đó? Ra đây! Sau lưng hắn trống không một bóng người. Thanh niên tự cười bản thân đã quá cảnh giác, nơi này là Thái phủ, có tên nào dám tới làm loạn chứ? Có đấy, Trác Nhất Phàm chứ ai? Huyết anh của Trác Nhất Phàm trực tiếp nuốt trọn linh khí của hắn. Đây đã là tên thứ 50 trong đêm nay rồi. Sự kết hợp giữa Thiên Ma Đại Hóa Quyết và huyết anh đúng là tuyệt cú mèo, trực tiếp đoạt mạng tụ khí giả trong tích tắc. Nếu như không phải anh đấu với U Tuyền bạo phát tâm mạch, cần huyết anh lấy huyết khí trị thương thì đã không vất vả thế này. Đang lang thang tìm người nộp mạng trong Thái phủ, Trác Nhất Phàm cảm nhận được khí tức của một cao thủ ma đạo. Anh tìm thấy một đám hộ vệ đều là tụ khí cảnh đỉnh phong đang tập hợp trước một căn phòng, đúng là một bữa ăn thịnh soạn. Bên trong lão Thái Vinh đang cung kính đón tiếp hai vị trưởng bối. Giản trưởng lão, không biết trưởng lão và Tôn gia chủ đại giá tới đây có việc gì vậy? Thấy lão Thái Vinh run như cầy sấy, Giản trưởng lão ung dung ngồi xuống ghế. Chắc là Tôn gia chủ đã biết rồi, đệ tử U Tuyền của U Minh Cốc chúng ta hôm nay bị Tiềm Long Các sát hại. Lão Thái Vinh nói thật là do Lạc gia làm, nhưng mèo ai tin hết. Họ đều cho rằng Tiềm Long Các mượn tay Lạc gia để ra tay, vì hai bên đã có thù hận từ lâu. Chỉ là chưa muốn phá hủy thế trận cân bằng, nhưng đột nhiên Tiềm Long Các ra tay không biết là muốn làm gì. Quả đúng như Trác Nhất Phàm suy đoán, thất thế gia xưng bá bao năm nay, chắc chắn không ngờ có người dám khiêu chiến uy nghiêm của họ. Vì sự tự cao tự đại nên sẵn sàng tin tưởng âm mưu đằng sau chuyện này, không muốn tin sự thật trước mắt. Tiềm Long Các cũng không chịu yếu thế, thà bị đổ oan còn hơn đứng ra giải thích. Giản lão hôm nay tới là muốn Thái Vinh thăm dò mục đích của Tiềm Long Các. Nếu lão ta trực tiếp ra mặt thì khác gì muốn khiêu chiến với Tiềm Long Các. Thái Vinh cũng khó mà đồng ý được, chuyện của Ngự Hạ thất thế gia, con muỗi như lão không muốn bị cuốn vào. Thái gia chủ đừng hiểu lầm, chỉ dựa vào Thái gia chưa đủ đối mặt với Tiềm Long Các. Ta nói thăm dò là bảo ngươi đi đối phó Lạc gia, xem phản ứng của Tiềm Long Các thế nào. Thái Vinh cứng họng, sau ngày hôm nay ai cũng biết Tiềm Long Các bảo kê Lạc gia. Bảo ông ta đi gây sự với Lạc gia, khác gì đi chọc giận Tiềm Long Các chứ. Lại nói U Minh Cốc và Tôn gia thân thiết như thế, sao không bảo Tôn gia tự đi mà đối phó Lạc gia đi.
hôm nay à, Vũ Phi phách lối lắm mà, vừa thấy người ta có mối quan hệ với Tiềm Long Các, Tôn gia đã cụp đuôi lại ngay rồi. Thái Vinh cũng không dám đi tìm Lạc gia, vì sợ gặp mặt Trác Nhất Phàm. Mấy hôm trước anh dùng tà thuật gì đó mà ông ta không biết, khiến con trai cưng thổ huyết mấy ngày hôm nay không dứt. Nếu bây giờ tìm đến, chỉ sợ mạng sống tên Hiếu Đình đi vào ngõ cụt mà thôi. Hôm đó Trác Nhất Phàm đưa huyết anh vào cơ thể Thái Hiếu Đình để dạy dỗ Thái gia một bài học. Không ngờ ông ta lại mượn lý do này để tránh làm phiền Lạc gia. Giàn trưởng lão khó chịu ra mặt, có vẻ không đồng ý với lý do của Thái Vinh. Thái Vinh lập tức chỉ sang Tôn gia chủ. Lão ta nhanh nhạy, lại có quan hệ tốt với U Minh Cốc, nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của giàn lão. Tôn gia chủ đang uống trà thì phun hết ra, nhất quyết không chịu đi đắc tội Lạc gia. Giàn trưởng lão bực mình quát lên, nói hai bên đều là một lũ vô dụng, cuối cùng lại đến tay lão ta làm việc. Bỏ chuyện này qua một bên, lão ta muốn lấy linh gia võ công đoạn phong thoái từ Thái Vinh. Thái Vinh vừa dâng lên vừa khéo léo nói thêm, cả Thái gia chỉ có một tổ tuyển linh giai võ công này thôi. Giàn trưởng lão bực bội, lão ta cũng không lấy không công của ông ta làm gì. Lão ném cho Thái Vinh linh giai trung cấp võ công liệt diễm chỉ, mạnh hơn cái thứ ông ta vừa đưa. Lấy hàng tốt đổi hàng đều, Trác Nhất Phàm tò mò không biết U Minh Cốc định giở trò gì. Tôn gia chủ khép nép muốn hỏi giàn lão tìm ai đối phó với Lạc gia. Lão ta cười khẩy hai tên nhát cái, nhưng người được phái đi đều là người của U Minh Cốc. Hắn là quân cờ bọn chúng đã bố trí từ lâu ở Hắc Phong Sơn. Nghe tới đây Trác Nhất Phàm bị kích động, để lộ tung tích. Giàn trưởng lão đánh hơi ngay lập tức, truy đuổi huyết anh, tốc độ nhanh khủng khiếp. Mấy tên hộ vệ cũng lập tức đuổi theo. Một tên bị trúng đòn của huyết anh, cả người phát nổ như quả bom. Sau màn khói bụi máu me, lão giản không truy được huyết anh nữa. Tuy lão ta không biết chính xác đó là gì, nhưng chắc chắn một điều đó là vật trong ma đạo. Huyết anh trở về với Trác Nhất Phàm. Anh thở phào một hơi, lâu rồi chưa chơi trò đuổi bắt khiến nhịp tim tăng cao như vậy, suýt nữa là bị lão không có tóc tóm lại rồi. Không ngờ Thái gia có người mạnh như thế, thực lực không hề dưới Long Cửu. Từ khi luyện thành huyết anh, nó chính là tâm mạch của Trác Nhất Phàm. Nếu nó bị hủy, huyết anh bổn mạng song tu nhất định sẽ diệt vong. Ngược lại chỉ cần cho nó sống, cho dù tự bạo tâm mạch cũng không lo sợ ảnh hưởng tính mạng. Càng ngày càng nhiều sự kiện thúc giục Trác Nhất Phàm phải mạnh lên. Mặc dù hiện tại U Minh Cốc và Tiềm Long Các đều duy trì sự ổn định, nhưng nếu Hắc Phong Sơn dính đến, chắc chắn sẽ bộc phát nguy cơ gây tổn hại cho Lạc gia. Trác Nhất Phàm sau một hồi luyện hóa, đạt đến luyện khí tứ trọng, nhờ có huyết anh, thực lực thăng cấp dễ như ăn cháo. Trước đây đột phá tụ khí nhị trọng cần đến 10 ngày, lần này liên tiếp đột phá hai trọng nữa. Hắc Phong Sơn là ai, Trác Nhất Phàm cũng méo quan tâm nữa. Sáng hôm sau, Trác Nhất Phàm vừa mở cửa đã thấy có gì sai sai. Vân Thường không biết đứng đây từ bao giờ, bị anh đẩy cho ngã ra đất, sắc mặt Trác Nhất Phàm khó chịu vô cùng. Từ lúc nào anh bắt đầu sơ ý như thế, nếu vừa rồi ở ngoài là kẻ thù thì kiếp này coi như bỏ rồi. Vân Thường mặt đỏ ửng. Cô ta sợ vết thương của anh nghiêm trọng nên cứ đợi ở ngoài, thấy Trác Nhất Phàm không sao nữa thì vội vàng rời đi. Đúng lúc này Bàng Vũ nhảy ra, khoác vai Trác Nhất Phàm hỏi han: "Ngươi có biết tối qua ngươi bị thương khủng khiếp quá, dọa chúng ta sợ chết mất. Đại tiểu thư luôn đứng bên ngoài canh chừng, sợ ngươi xảy ra chuyện." Nhắc đến Vân Thường thì cô lại biến đi đâu mất tiêu. Nghĩ đến chuyện cô ta ở ngoài đợi mình cả đêm, Trác Nhất Phàm thấy ấm áp trong lòng, anh bừng tỉnh lại đấm mạnh vào ngực. Tâm ma khốn nạn này, đường đường là ma hoàng sao lại cảm động vì chút chuyện còn con thế chứ? Tim càng đập mạnh chứng tỏ tên Trác Phàm này lại để tâm ma tác oai tác quái. Trác Nhất Phàm rủ Bàng Vũ cùng mình tới Tiềm Long Các. Sau chuyện hôm qua, không ai dám động đến hai tỷ đệ Lạc gia nữa, nếu không muốn động tới Tiềm Long Các. Bàng Vũ vui vẻ vỗ mạnh vào lưng Trác Nhất Phàm. "Trác quản gia, lão Bàng lần này thực sự phục ngươi. Ở Lạc gia ngươi không làm quản gia, không có ai gánh vác được trọng trách này. Khi đến Tiềm Long Các, hai tên canh cửa thái độ niềm nở hơn hẳn. Trác Nhất Phàm cố tình cà khịa chúng, sao hả, không cần thông báo nữa sao? Bọn chúng ngon ngọt nịnh hót, nói mình trước đây mắt cận không đeo kính, không nhận ra khách quý trước mắt." Trác Nhất Phàm đi một mạch vào trong, vô tình gặp Long Quỷ. Cô ta lạnh lùng quay lưng đi, thái độ khác hẳn khiến Bàng Vũ tò mò, không biết bọn họ đắc tội gì cô ta. Trác Nhất Phàm cố tình nhắc khéo, Tiềm Long Các đón khách nồng hậu quá. Long Quỷ ném cho anh ánh mắt hận thù, các ngươi cũng được coi là khách sao? Trác Nhất Phàm nhịn cười, đúng là con gái, vẫn còn non và xanh lắm. Long Quỷ dễ nảy lên khó chịu, nhưng mấy lời này anh không nói đùa. Cho dù trong chuyện làm ăn hay quan hệ với thế gia, đều phải tính kế dựa vào lợi ích. Nếu như bị tính kế liền tức giận đùng đùng, thì làm sao tồn tại trên cái thế giới này được? Để mà so sánh thì Long Kiệt còn biết điều hơn một chút. Anh ta dù biết bị Trác Nhất Phàm bày trò, nhưng chỉ im lặng rời đi. Nhận thua cũng là một loại thực lực, như thế lần sau Trác Nhất Phàm muốn tính toán gì với Long Kiệt cũng không dễ dàng gì. Ái hận tình thù không giúp được ngươi, lợi ích mới là quan hệ vững chắc nhất. Chúng ta gạt bỏ thù hận lần này, nói chuyện làm ăn có được không? Nghe Trác Nhất Phàm phân tích cũng có lý, Long Quỷ không mắng mỏ anh nữa. Lúc này Long Cửu mới ra mặt, đích thân nói chuyện với Trác Nhất Phàm. Long Kiệt thấy anh thì lại bày ra vẻ mặt kinh ngạc nữa. Rõ ràng hôm qua anh ta thấy Trác Nhất Phàm đã tự bạo tâm mạch, nhưng sau một đêm đã hồi phục như chưa có cuộc chia ly. Trác Nhất Phàm cố tình hỏi Long Cửu, không cho người trẻ tuổi cơ hội sao? Lão ta bật cười. Đến cả lão nói chuyện với anh còn bị tính toán, thì mấy đứa trẻ làm sao tiếp đãi được? Nếu không phải lão phu biết được thân thế của ngươi, đứa trẻ chưa tới 20 tuổi, ta còn tưởng ngươi là lão yêu quái ngàn năm ẩn thế ở Lạc gia cũng nên.
chắc Nhất Phàm thót tim, suýt nữa thì lão ta đoán trúng rồi. Hai bên nói vài câu khách khí, sau đó Long Cửu không nhịn được quát lên: "Đừng nhiều lời, hôm nay ngươi lại tới đây làm gì?" Chắc Nhất Phàm hôm nay không tới để bày trò hại Tiềm Long Các, chỉ là muốn nhờ Long Cửu giới thiệu một trạch viện để Lạc Gia yên thân. Long Cửu hỏi ngược lại: "Vì sao lão phu phải giúp ngươi?" "Rất đơn giản, đây là do Tiềm Long Các nợ chúng ta. Hơn nữa như thế cũng tiện các ngươi giám sát chúng ta, không phải sao?" Lời nói của Chắc Nhất Phàm trúng tim đen của Long Cửu, trong chốc lát bị anh nhìn thấu. Tối qua Tiềm Long Các rơi vào thế bị động, không biết khi nào sẽ khai chiến với U Minh Cốc, mà tâm điểm là Lạc Gia, không biết sẽ làm chuyện ngu ngốc gì gây ra đại chiến giữa hai đại thế gia nữa. Thế nên Long Cửu phải giám sát chặt chẽ Lạc Gia, nhưng không ngờ Chắc Nhất Phàm lại tự xuất hiện nói những lời đó. Lão cũng không biết trong lòng anh đang tính toán cái gì. Long Cửu ở giang hồ chinh chiến gần trăm năm, lại bị Chắc Nhất Phàm đáng tuổi cháu mình chơi đùa trong lòng bàn tay. Nếu hỏi lão có cay không, lại chẳng cay vãi lò tôn. Thấy lão Cửu nổi gân xanh, Chắc Nhất Phàm nói sẽ báo cho họ một tin tình báo. Anh biết thế lực của Tiềm Long Các phân bố khắp thiên hạ, nhưng những thứ anh biết chưa chắc họ đã biết. Cụ thể là chuyện đám U Minh Cốc đã phái người tới. Long Cửu giật đùng đùng lên trước tin sốc này, Long Kiệt càng không dám tin. Tuyến Phong Lâm Thành do anh ta phụ trách, không thể để con ruồi lọt lưới. Long Quỳ cho rằng Chắc Nhất Phàm lại đang lừa họ lần nữa, hỏi anh có bằng chứng gì không. Chắc Nhất Phàm chẳng có bằng chứng gì hết. Nhưng có điều, người mà anh trông thấy là một tên hói đầu, mà Thái Vinh và Tôn gia chủ gọi lão ta là Giản trưởng lão. Long Cửu đột nhiên gầm lên, hai mắt đỏ rực, Giản Phàm hói đầu sao? Sát ý phát ra mạnh tới mức khiến Chắc Nhất Phàm cũng phải toát mồ hôi. Anh không biết lão có thủ oán gì với lão Giản Phàm kia mà lại nóng như kem thế. Long Kiệt đứng một bên giải thích, một con mắt của Long Cửu là do tên Giản Phàm đó phá hủy. Chắc Nhất Phàm khom lưng nói Long Cửu đừng đau lòng, nhưng trong tâm lại đang mừng thầm, anh chỉ sợ hai bên không có thâm thù đại hận gì, như thế này lại càng dễ cho anh bày trò rồi. Long Cửu quyết định tin tưởng Chắc Nhất Phàm, sau đó chỉ chỗ một biệt viện cách đây trăm mét. Trước khi Chắc Nhất Phàm rời đi, Long Cửu muốn biết anh thấy lão Giản Phàm đó ở đâu. Thái gia, có điều bây giờ có thể đang ở Tôn gia. Long Cửu tay run bần bật, lập tức ra lệnh triệu tập các trưởng lão gia tộc, lão nhất định không để tên Giản Phàm đó rời khỏi đây. Lần này là do hắn không tuân thủ quy tắc tới địa bàn của lão phu. Nếu để hắn sống sót trở về, lão phu có lỗi với một con mắt đã mù. Chắc Nhất Phàm dẫn bọn họ tới biệt viện Khang Trang, chỉ là một cái viện nhỏ của Tiềm Long Các đã xịn sò hơn trang viên của Lạc Gia rồi. Anh còn lấy thêm một đội ngũ từ Tiềm Long Các cho Bàng Vũ làm thống lĩnh, xây dựng lại Lạc Gia. Bàng Vũ cười trừ, ở đây mỗi hộ vệ đều mạnh hơn anh ta tự thấy bản thân phải cố gắng hơn nữa. Chắc Nhất Phàm vỗ vai Bàng Vũ khích lệ, vừa quay ra đã gặp ngay Long Quỳ và Long Kiệt xéo sắt đi tới. Chắc Phàm tiên sinh, thì ra ngài không chỉ đùa coi thường người khác, mà còn coi thường chính bản thân mình, cái chức quản gia cũng không đáng. Cô ta thấy với tư chất của Bàng Vũ, cùng lắm cũng chỉ đạt đến tụ khí lục trọng, ở Tiềm Long Các cũng chỉ đáng làm sơ cấp vệ binh chứ đừng mơ đến thống lĩnh. Ta khuyên các ngươi, tiểu gia tộc đừng có mơ làm đại gia tộc. Tuy không phải chuyện của Chắc Nhất Phàm, nhưng nghe thì cũng cay. Các cụ nói đừng bắt nạt thiếu niên nghèo, câu nói của cô ta chẳng khác gì lưỡi dao hết. Long Quỳ không những ít nói mà còn nói nhiều hơn. Đại gia tộc phải có tiềm lực hùng hậu, tích lũy hàng trăm ngàn năm qua nhiều đời, làm sao dựa vào một chút thông minh của Chắc Nhất Phàm thì làm nên trò trống gì? Cho dù ngươi có xưng vương xưng bá ở đây, cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Ngươi không biết thế giới bên ngoài rộng lớn như thế nào. Chắc Nhất Phàm cười khẩy, sắc mặt tối sầm, Vân Thường cảm thấy sắp có chuyện nữa rồi. Bên kia Long Kiệt cũng phải nhắc nhở Long Quỳ bớt nói một câu. Chắc Nhất Phàm mượn Vân Thường một ít linh thạch, rồi nhảy vút lên trên nóc nhà. Long Quỳ nhìn thấy thì ruột gan nóng lên, "Này, đây không phải nhà ngươi, ngươi nhảy lên đó làm gì? Mau xuống đây." Chắc Nhất Phàm bình thản nói mình bàn long trận. Tam cấp thủ vệ trận thức là Long Cửu tự bố trí, hai người kia không biết làm sao Chắc Nhất Phàm biết được. Chắc Nhất Phàm nhảy lên trời phóng ra một nắm linh thạch xuống mặt đất. Long Quỳ tức điên liên tục hỏi anh đang làm gì, nhưng Chắc Nhất Phàm không thèm trả lời. Chắc Nhất Phàm chắp hai tay lại khởi động trận pháp. Từ dưới mặt đất một đám rồng vàng thi nhau vùng lên. Lão Giản Phàm đang ngồi tu luyện, cảm nhận thấy có ai đó đang bày pháp trận. Chẳng lẽ là lão Quỳ kia? Không thể nào, ông ta không có bản lĩnh bày đại trận như vậy. Bên này Long Cửu cũng đã thấy bàn long trận của mình ở phía xa, nhưng bàn long trận này uy lực còn lớn hơn của lão. Bàn long trận lớn đến mức bên ngoài thành cũng có người thấy được. Lẽ nào kế hoạch tiến hành trước? Không đâu, Giản trưởng lão không thể nào lỗ mãng như vậy. Rốt cuộc đó là thứ gì? Chắc Nhất Phàm lại chuyển tay, đám rồng nhập vào biệt viện, tạo thành một kết giới vô hình bao quanh. Long Quỳ hỏi tới hỏi lui, Chắc Nhất Phàm không thèm liếc mắt một cái khiến cô ta cáu bẩn, không được coi thường ta. Chắc Nhất Phàm cố tình chắp tay cúi người cung kính trước Vân Thường, lời muốn nói như thể nhắm tới Long Quỳ. Đại tiểu thư vừa rồi thấy bàn long trận chỉ là tam cấp trận thức, sợ là không bảo vệ an toàn cho tiểu thư được. Vì thế ta đã tự quyết định nên lên Cửu Thiên bàn long trận ngũ cấp, tốn không ít linh thạch. Mong tiểu thư trách phạt. Hai huynh muội họ Long đều bị kinh ngạc một phen. Ngũ cấp trận thức ở khắp Thiên Vũ Đế quốc không có mấy ai biết bày bố, cho dù là thất thế gia cũng ít ai làm được. Long Kiệt thấy Chắc Nhất Phàm dễ dàng bố trí như thế, thầm đoán anh là ngũ cấp trận sư. Vân Thường nhìn hai người họ, lại nhìn cái bộ dạng kỳ lạ của Chắc Nhất Phàm thì hiểu ý. Chắc quản gia, lần này ngươi chưa được sự đồng ý của ta đã dùng nhiều linh thạch như vậy, đáng phải chịu phạt. Nhưng niệm tình ngươi có lòng tốt nên không trách phạt nữa.
Nói rồi cả đám hoanh hoang rời đi trước mặt hai người họ. Đúng lúc này Long Cửu lao từ trên trời xuống, tức tốc muốn tìm ra kẻ nào vừa bày long trận. Sau khi biết đó là Trác Nhất Phàm, lão ta cũng không giấu nổi biểu cảm. Chỉ cần là trận pháp đại gia đều phải tinh thông mỗi cấp trận thức, còn phải trải qua nhiều năm tu luyện mới ngộ ra. Long Cửu dùng cả đời mới bày được tam cấp trận thức, còn Trác Nhất Phàm mới trẻ tuổi non người đã bày được ngũ cấp rồi. Các ngươi mau gọi tên tiểu tử đó tới đây. À không, mời tới đây, ta phải nói chuyện với hắn. Sau khi gặp nhau, Long Cửu gọi Trác Nhất Phàm một tiếng lão đệ. Trác Nhất Phàm cũng không ngại vai vế, dù sao anh cũng đáng tuổi ông cụ của lão, không biết cửu ca tìm ta có việc gì. Không ngờ Trác Nhất Phàm ngoài mưu mẹo còn vô liêm sỉ, Long Cửu chỉ đành ngậm ngùi đi thẳng vào việc. Lão thấy anh có thể bố trí ngũ cấp trận thức, cớ gì phải đi theo Lạc gia nhỏ bé, chi bằng tới chỗ của lão ta để người ta cung phụng. Nói thẳng ra là muốn chiêu mộ nhân tài về làm việc cho Tiềm Long Các đây mà. Long Quỳ hét toáng lên, cái gì, để hắn làm người cung phụng ư? Cô ta tức giận cũng có lý do cả. Đó là đãi ngộ lớn nhất ở Tiềm Long Các, một tên vắt mũi chưa sạch lại có thể ngồi lên đầu các vị trưởng lão khiến cô ta ngứa hết ruột gan. Trác Nhất Phàm thong thả nhấp một ngụm trà, vì anh đã tính cả rồi. Tài tử có thể bày bố ngũ cấp trận, ở đế quốc này đến cả hoàng đế cũng phải kiêng nể, nói gì đến lão Long Cửu đang ngồi kia. Trác Nhất Phàm muốn ra điều kiện, Long Cửu nhất nghe theo, chỉ cần là Tiềm Long Các có thể đáp ứng thì anh muốn gì cũng được. Trác Nhất Phàm chỉ về phía Long Quỳ, bảo cô ta bưng trà rót nước, rửa chân cho ta cũng không thành vấn đề chứ. Long Quỳ cáu kỉnh ra mặt, nhưng Long Cửu lại nói cô ta không được lớn tiếng như thế, hẳn là trong mắt đã để Trác Nhất Phàm cao hơn cô ta một bậc. Tuy nhiên Trác Nhất Phàm không có ý định nạp thêm hậu cung nên anh chỉ đùa thôi. Điều kiện duy nhất của anh chính là tỷ đệ Lạc gia một đời an yên. Nghe xong điều kiện, Long Cửu đồng ý ngay tức khắc. Chỉ cần có Tiềm Long Các, Lạc gia không những cả đời bình an, mà cả đời cháu chắt chút chít cũng không phải lo về miếng ăn. Vậy từ giờ trở đi, ngươi là người cung phụng của Tiềm Long Các. Ta sẽ bẩm báo sự việc của ngươi với gia tộc, 3 ngày sau A Kiệt sẽ đưa ngươi tới tổng bộ. Trác Nhất Phàm ra hiệu dừng lại, ông lão việc gì mà phải vội thế? Anh còn chưa nói mình sẽ đồng ý về làm việc dưới trướng ông ta cơ mà. Long Cửu nổi nóng khi bị Trác Nhất Phàm xoay mòng mòng. Trác lão đệ, không phải ngươi định trêu chọc lão phu chứ? Nếu như một khắc trước Long Cửu đưa ra đề nghị này, Trác Nhất Phàm sẽ không do dự mà đồng ý, hơn nữa điều kiện vẫn sẽ giữ nguyên như thế, chỉ là bây giờ có khác. Trác Nhất Phàm hướng đôi mắt về phía Long Quỳ, những lời trước đây ngươi nói còn nhớ không? Trác Nhất Phàm đứng bật dậy, dáng vẻ kiên quyết nói lớn, 10 năm sau anh nhất định sẽ khiến Lạc gia vượt lên hẳn Ngự Thất Thế gia bọn họ. Nói rồi Trác Nhất Phàm uống cạn chén trà, quay lưng rời đi. Lúc này Long Cửu mới biết vừa rồi Long Quỳ đã nói những gì. Lão ta chỉ biết thở dài trước sự non nớt của cô ta. Lão phu đã nói với các ngươi rồi, đánh người đừng đánh mặt, mắng người đừng động tới lòng tự trọng. Long Quỳ sỉ nhục Lạc gia, chẳng trách Trác Nhất Phàm muốn chứng minh đến vậy. Sau này dù Lạc gia không thể danh tiếng như Thất Thế gia ngàn đời lịch sử, nhưng chắc chắn có tiếng trong thế tục thế gia, trước sau gì vẫn phải kết giao. Chỉ tiếc là Tiềm Long Các bọn họ đã vụt mất một ngũ cấp trận sư còn có trí thông minh như Trác Nhất Phàm mà thôi. Trên đường trở về, Trác Nhất Phàm không hề hối hận. Dù đó là cơ hội tốt để giải trừ tâm ma của anh, nhưng nhớ lại câu nói nằm mơ giữa ban ngày của Long Quỳ khiến Trác Nhất Phàm cay cú. Đường đường là ma hoàng đứng đầu ma đạo, vận mệnh đều là tự bản thân giành lấy. Bây giờ Trác Nhất Phàm giúp đỡ Lạc gia không phải vì tâm ma, mà còn vì ma đạo của anh. Thế giới này không có gì là không thể, số phận của Trác Nhất Phàm không phải do ông trời quyết định. Sẽ có một ngày, Trác Nhất Phàm đưa gia tộc rẻ rách trở thành thế gia mạnh nhất thiên hạ. Sau khi trở về, Vân Thường và Bàng Vũ đang đợi tin tức từ Trác Nhất Phàm. Trác Nhất Phàm nói thẳng luôn Long Cửu đã mời anh đến đó cung phụng cho họ. Vân Thường dù tiếc nuối, nhưng cũng không muốn ngăn cản tương lai của anh. Lạc gia không sánh với Tiềm Long Các được, ngươi ở đó nhất định có tiền đồ hơn. Thở dài gì chứ, ta từ chối rồi. Vân Thường kinh ngạc, muốn biết lý do của Trác Nhất Phàm. Nhưng Trác Nhất Phàm không muốn nói gì thêm, chỉ dặn dò cô ta. Sau này Lạc gia dù chuyện lớn nhỏ đều do anh làm chủ, Vân Thường tốt nhất không nên tham gia. Từ nay về sau, ta chính là đại quản gia của Lạc gia. Trong vòng 10 năm, đưa các ngươi vượt qua Tiềm Long Các. Tối đó Trác Nhất Phàm lại tới náo động Thái gia. Thần không biết quỷ không hay, hút trọn sinh khí hai tên hộ vệ nhà hắn. Cha con Thái Vinh chắc bây giờ đang trốn trong chăn run như cầy sấy. Đang đi theo dõi Thái gia, Trác Nhất Phàm lại gặp một người có cùng chí hướng, nhất định là đi ăn trộm rồi. Trác Nhất Phàm đi theo hắn ta đến một tòa nhà trong Thái gia. Tiểu thư, thám thính thế nào rồi? Không ngờ đó lại là một nữ nhân ba vòng chuẩn đét. À, ta ra lệnh cho người tên Tiểu Thúy mang giấy bút đến. Sau đó cô ta vẽ lại một sơ đồ kết cấu đại viện, chỉ rõ những chỗ có trọng binh canh gác. Hóa ra đây là sơ đồ phòng thủ của Tiềm Long Các. Có điều tuy nắm chắc được, đám tay sai của ta cũng không có tự tin có thể chiến thắng được. Cô ta ra hiệu cho bọn chúng cứ yên tâm mà hy sinh. Sư huynh của đã liên hệ với người của U Minh Cốc, tới lúc đó tìm lý do dẫn dụ đám hộ vệ rời đi. Còn bọn họ nhân cơ hội đó lẻn vào diệt tận gốc Lạc gia, bắt Lạc Vân Thường đi. Trác Nhất Phàm nghe tới đây não có chút đơ ra. Cô ta có phải đàn ông đâu, sao lại bắt Vân Thường đi làm gì chứ? Một tên hộ vệ ngập ngừng lên tiếng, vì chuyện này liên quan tới tính mạng của các huynh đệ hắn. Tiểu thư, tiểu trại chủ và U Minh Cốc rốt cuộc có quan hệ gì? Người của U Minh Cốc liệu có nghe lời hắn không? Cho dù người của U Minh Cốc chịu giúp họ, nhưng Tiềm Long Các cũng là Ngự Hạ Thất Thế gia. Đắc tội với họ, dù có chạy tới chân trời góc bể cũng vô dụng.
Nếu lúc đó đám U Minh Cốc bỏ rơi họ, thì chỉ có con đường đi bán muối thôi. Vị tiểu thư kia nghe mấy tên nhát gan nói vậy thì máu nóng sục sôi. Hôm nay các ngươi nói những lời này với ta có thấy có lỗi với lão trại chủ không? Để trị khỏi vết thương của lão trại chủ, báo thù cho lão trại chủ, cho dù có là 10 cái mạng cũng đáng. Bọn họ cúi đầu im bặt, không tên nào dám hé nửa lời nữa, nhất quyết nghe theo chỉ thị của cô ta, làm theo kế hoạch cũ. Chỉ vài câu nói, cô ta đã ổn định lòng quân, đúng là có tài làm lãnh đạo. Tuy nhiên, giờ mới tới lúc chắc Nhất Phàm ra tay. Tiểu Thúy vỗ tay khen ngợi vị tiểu thư kia, còn nói cô rất có phong thái của sơn chủ, nét buồn thoáng qua trên gương mặt cô ta. Nếu như nghĩa phụ cô ta còn khỏe mạnh thì còn khí thế gấp nhiều lần, không kẻ nào ở Hắc Phong Sơn dám chất vấn. Tiểu Thúy mặc dù hết lời an ủi nhưng không có tác dụng. Vị tiểu thư kia chỉ mong sau chuyến này có thể có được Hồi Long Trưởng để chữa khỏi bệnh cho sư phụ mình. Tiểu Thúy lại vỗ tay, nói tiểu thư nhà mình đúng là hiếu thảo, nhất định ông trời sẽ thương cho. Tiểu cô nương, hiếu thuận hay không với thực tế là hai chuyện khác nhau. Còn nữa, ai nói với ngươi Hồi Long Trưởng có thể chữa bệnh? Chắc Nhất Phàm đứng chững chệ trên cửa sổ giữa thắng cô hồn. Tuy nhiên anh đến đây không phải để ăn thịt họ, mà là muốn mời hai người đi cùng mình để làm rõ vài chuyện. Vị tiểu thư kia đứng chắn trước mặt Tiểu Thúy hỏi lại, rốt cuộc ngươi là ai? Chắc Nhất Phàm quên mất tiết mục sơ yếu lý lịch, nói ngắn gọn thân phận quản gia Lạc Gia của mình với một gương mặt sặc mùi nguy hiểm. Nhắc đến hai chữ Lạc Gia như thể động vào chiếc lông mọc ngực của tiểu thư kia, cô ta lập tức lao lên tấn công. Thực lực của cô ta đang ở tụ khí cửu trọng linh giai võ kỳ, nếu gặp đoạn cốt cảnh thì cũng có thể chiến một trận ngang bằng. Nhưng đáng tiếc hôm nay cô ta lại đụng phải Chắc Nhất Phàm, người mang theo bản mệnh huyết anh. Huyết anh phóng ra điểm vào huyệt trên người cô ta khiến toàn thân bất động. Sau đó Chắc Nhất Phàm ôm eo vác theo cô ta đi, không quên Tiểu Thúy người hầu của cô ta. Dưới ánh trăng rằm tháng 7, Chắc Nhất Phàm thành công bắt cóc hai con vợ. Trở về Tiềm Long Các, hai tên hộ vệ đứng canh lớn tiếng trêu chọc, "Chắc quản gia, đêm qua vất vả rồi." Cảnh này đập vào mắt Long Quỳ khiến cô ta giật giật khóe miệng, đúng là đàn ông ai cũng như nhau. Chắc Nhất Phàm ném hai con vợ vào một căn phòng. Vị tiểu thư kia cả người vẫn cứng đờ không thể di chuyển. Chắc Nhất Phàm ngoắc tay giải bỏ điểm huyệt, ngay lập tức cô ta cầm dao xông lên tấn công. Lưỡi dao cách cổ của anh vài phân thì không nhúc nhích gì, vì cô ta lại bị điểm huyệt lần nữa. "Ta mời hai ngươi tới đây để hỏi mấy câu, chỉ cần trả lời thành thật ta sẽ thả các ngươi." Nói rồi Chắc Nhất Phàm rút bỏ con dao trong tay cô ta ra, đi một vòng xung quanh cô ả tóc tím quan sát. "Trên người ngươi còn giấu thứ gì nguy hiểm không? Ngươi dám sao?" Thấy cô ta sừng cố lên, Chắc Nhất Phàm bèn áp sát đe dọa. "Anh chỉ muốn biết lai lịch của cô ta và mục đích tới Phong Lâm Thành này thôi." Cô ả quay mặt đi không thèm trả lời. Chắc Nhất Phàm nói là làm, xé một mảnh vải trên vai cô ta. Tiểu Thúy ở phía sau nhắm mắt nhắm mũi lao lên. "Ngươi dám vô lễ với tiểu thư nhà ta sao?" Xoẹt, Chắc Nhất Phàm vô lễ với cô ta luôn. Sau đó quay sang chỗ ả tóc tím lặp lại câu hỏi, phản ứng của cô ta vẫn như thế. Chắc Nhất Phàm mạnh tay xé toạc thêm mảnh vải nữa khiến cô ta không thể ngậm miệng. "Ta là Lôi Vũ Đình, nghĩa nữ sơn chủ Hắc Phong Sơn, tới Phong Lâm Thành vì muốn diệt trừ Lạc Gia. Cụ thể thì U Minh Cốc sẽ dẫn dụ người của Tiềm Long Các để đám Lôi Vũ Đình thừa cơ tấn công." Chắc Nhất Phàm hỏi thêm xem quan hệ giữa Hắc Phong Sơn và U Minh Cốc là như thế nào, nhưng cô ta cứ lặp đi lặp lại một câu không biết. Chắc Nhất Phàm không nương tay, giật tung y phục phía trên của cô ta, cả người Vũ Đình chỉ còn lại một mảnh vải. "Đây là cơ hội cuối cùng để ngươi duy trì tôn nghiêm. Nếu như không trả lời, bên ngoài vẫn còn mấy chục hán tử đang thèm khát." Chắc Nhất Phàm đếm tới ba, nhưng Vũ Đình chỉ chửi thề chứ không nói thêm một thông tin nào khác. Khá khen cho cái tính cứng miệng của cô ta, nhưng đặt trước người không thương hoa tiếc ngọc như Chắc Nhất Phàm thì cũng chịu thôi. "Đừng mà, cầu xin ngươi đừng bắt nạt tiểu thư nữa. Không liên quan đến U Minh Cốc, đều là do Dương Sư Huynh một tay gây ra." Tiểu Thúy cuối cùng cũng không nhịn được mà nói hết ra. Tên Dương Sư Huynh đó là Dương Minh, đệ tử quan môn của sơn chủ, cũng là hôn phu của Vũ Đình. Nhưng một hôm nọ sơn chủ bị Lạc gia chủ Lạc Chấn Nam ám sát nên cơ thể không đứng dậy nổi, cũng không nói được lời nào. Hóa ra vì thế nên chúng mới đánh lén Lạc gia, báo thù rửa hận, anh tò mò tiếp theo bọn chúng sẽ làm gì. Thấy Tiểu Thúy im lặng, Chắc Nhất Phàm đưa tay về phía Vũ Đình, như một công tắc khiến Tiểu Thúy mở miệng. "Lạc gia canh phòng nghiêm ngặt nên tên Dương Minh đã liên hệ tên Tô Chiết, ngoài trong phối hợp mới đánh bại được Lạc gia. Sau đó Lạc Vân Thường bỏ chạy nên bọn họ mới truy tìm, nghe Dương Minh nói cô ta ở đây nên mới liên lạc với U Minh Cốc." Chắc Nhất Phàm chỉ hỏi một câu thôi, "Sao các ngươi biết là do Lạc Chấn Nam đánh lén, các ngươi nhìn thấy sao?" "Dương Sư Huynh nhìn thấy." "Không chỉ thế, tên Dương Minh đó còn nói Hồi Long Trưởng có thể cứu được sơn chủ của họ, nên mới răm rắp nghe theo." Đúng lúc đó Vân Thường mở cửa bước vào, cảnh tượng một nam hai nữ quần áo tả tơi đập vào mắt khiến cô ta không thể không nghĩ bậy. "Ngươi đang làm gì vậy? Dù gì đây cũng là địa bàn của Tiềm Long Các, ngươi đừng làm bừa ở chỗ của người ta có được không?" Chắc Nhất Phàm thản nhiên nói mình đang làm vì Lạc gia thôi. Ai ngờ cô ta còn phản ứng dữ dội hơn, nói anh đưa hai nữ nhân không rõ lai lịch về làm này làm nọ hết cả một đêm, chẳng lẽ làm thế để giúp Lạc gia trở nên mạnh hơn sao? Chắc Nhất Phàm đơ luôn, bình thường cô ta đoan trang hiền thục lắm cơ mà, cũng có lúc đầu óc nghĩ bậy bạ đấy. Tuy nhiên nếu Vân Thường biết hai cô ả kia là ai chắc chắn sẽ không nói như vậy nữa. "Bọn họ là sơn tặc Hắc Phong Sơn mà ta vừa thẩm vấn xong. Cho dù là sơn tặc, đối với nữ nhân thủ đoạn này vẫn là có hiệu quả nhất." Nhắc đến Hắc Phong Sơn, Vân Thường phẫn nộ lao lên tấn công đòi mạng cho cha mình. Chắc Nhất Phàm lập tức giữ tay cô ta lại. Theo kinh nghiệm đọc truyện mấy ngàn năm,
anh thấy ân oán hai bên nhất định không đơn giản. Cụ thể hơn là do đám Ngự Hạ Thất Thế Gia kia bày trò ra. Cho dù Lạc Gia hay Hắc Phong Sơn cũng chỉ là ngọn cỏ ven đường trong mắt bọn chúng, thế nhưng sao phải lòng vòng như thế, anh cũng chưa hiểu được. Trác Nhất Phàm lần này thực sự nghiêm túc, cung kính thỉnh cầu Lôi Vũ Đình đưa mình tới Hắc Phong Sơn một chuyến để làm rõ mọi chuyện. Vũ Đình đương nhiên không đồng ý, muốn trà trộn vào Hắc Phong Sơn chúng ta sao, đừng có hỏng. Trác Nhất Phàm biết ngay cô ta sẽ nói thế, liền bảo Vân Thường đưa công pháp Hồi Long Trưởng cho mình, sau đó đưa cho Vũ Đình, đây là Hồi Long Trưởng của các ngươi. Có điều cuốn võ công này không trị thương cho sơn chủ các người được, ta chỉ cần tới Hắc Phong Sơn điều tra sự việc cho rõ ràng. Trác Nhất Phàm nói thẳng luôn, có thể là do tên Dương Minh đó lừa bọn họ, nếu không điều tra kỹ lưỡng, kỳ này dù là Hắc Phong Sơn hay Lạc Gia đều diệt tộc dưới tay Ngự Hạ Thất Thế Gia. Vì gắn bó với tên Dương Minh đã lâu, đến cả Tiểu Thúy còn thấy hắn là người tốt. Nhưng hắn có thể dễ dàng xúi dục tên Tô Chiết tạo phản, lại nhờ U Minh Cốc ra mặt. Lôi Vũ Đình là hôn phu của hắn, nhưng chắc gì đã hiểu hết tâm can con người ta. Lôi Vũ Đình suy nghĩ một hồi rồi đồng ý đưa Trác Nhất Phàm theo. Trước đó anh có lòng nhắc nhở cô ta, ngoài trời nhiệt độ đang giảm dần, cô ta nên cẩn thận bị cảm lạnh. Lôi cô nương nhớ lần sau mặc nhiều một chút, có thể đỡ thêm một lúc đó. Trên đường tới Hắc Phong Sơn, Lôi Vũ Đình cả quãng đường cứ lẩm bẩm câu thần chú không được động tới Hắc Phong Sơn. Trác Nhất Phàm cải trang thành một ông thầy râu tóc bạc phơ, nhìn qua đã thấy gian manh đều cáng. Ha ha, Lôi tiểu thư yên tâm, lão khiếu chỉ tới thăm dò tình hình không phải báo thù. Hơn nữa dựa vào một mình cô thì làm được gì chứ? Lần này không có Tiểu Thúy đi cùng, là vì Trác Nhất Phàm muốn bảo toàn tính mạng cho cô ta, cũng là vì muốn tốt cho Vũ Đình thôi, mặc dù cô ta méo hiểu được. Trên đường vượt đèo, một tên Hắc Phong Sơn cầm đao nhảy ra. Nhìn thấy Vũ Đình, hắn ta quỳ gối luống cuống, thì ra là tiểu thư về rồi. Không phải tiểu thư đã tới Phong Lâm Thành rồi sao? Có chút chuyện nên quay về, Vũ Đình lạnh lùng đi tiếp. Trác Nhất Phàm vừa nhìn đã biết hắn là thuộc hạ của Dương Minh. Việc Vũ Đình tới Phong Lâm Thành là nhiệm vụ vô cùng bí mật, thế mà một tên đứng gác dưới núi cũng biết được. Vũ Đình nghe xong cũng có chút suy tư, chẳng lẽ lại trao niềm tin cho nhầm người sao? Sau khi đến cổng trại, một tên bước ra từ sau thân cây to lớn. Vũ Đình muội muội, không phải muội đang ở Phong Lâm Thành sao? Sao đột nhiên lại quay về? Hóa ra tên Dương Minh này chính là tên xuất hiện ở mấy phút đầu chuyện, đúng là có duyên, duyên âm. Trác Nhất Phàm nhoẻn miệng cười, thì thầm vào tai Vũ Đình. Nhìn xem, hành tung của ngươi đã bị báo cáo hết rồi. Vũ Đình cố trấn an bản thân kiếm cớ để nói với Dương Minh. Tiềm Long Các không dễ đối phó, mà U Minh Cốc lại không đáng tin. Cô thấy hành động mạo hiểm này nên tạm thời án binh bất động để xem tình hình. Tên Dương Minh nhíu mày, có vẻ không vui, sau đó hắn dở giọng thao túng tâm lý điều luyện. Sư phụ đối với chúng ta ân trọng như núi. Vì lão nhân gia, cho dù hy sinh tính mạng thì đã sao, chúng ta đâu có phải loại ham sống sợ chết. Hơn nữa thủ của sư phụ đâu thể không báo. Vũ Đình bị kích động, muốn lên tiếng giải thích thì bị tên Dương Minh chặn họng. Hắn chỉ sang Trác Nhất Phàm hỏi xem anh là ai. Theo kịch bản bày trước, Vũ Đình nói Trác Nhất Phàm là nhị phẩm luyện đan sư, mời đến để thử cứu mạng sơn chủ. Ha ha ha, lão phu hành tẩu giang hồ bao trị bách bệnh, cho dù di nan tạp chứng, chỉ cần vào tay lão phu là hết. Trác Nhất Phàm vô cùng nhập vai, ai ngờ tên Dương Minh lại nghĩ anh là đa cấp chính hiệu. Thầm nghĩ nếu có người như anh tồn tại thì hắn đã sớm tìm ra để thủ tiêu rồi. Sư muội à, Dương Minh gằn giọng, nói rằng người bị Hồi Long Trưởng đánh trọng thương thì chỉ có Hồi Long Trưởng mới trị được, chẳng lẽ cô không tin hắn? Vũ Đình thực chưa biết cách đối đáp với tên miệng lưỡi không xương như tên này. Cũng may có Trác Nhất Phàm đứng ra giải vây. Tiểu huynh đệ cho ta cơ hội đi, ta thật sự rất giỏi chữa bệnh. Cút, tên Dương Minh cho Trác Nhất Phàm một đấm. Cú đấm nhẹ nhưng anh phối hợp với hắn, lộn nhào vài vòng như diễn xiếc. Sau đó còn giả vờ run rẩy trách móc, không cho thì thôi, sao phải đánh người? Lão phu bằng này tuổi rồi, không chịu được một chưởng của ngươi đâu. Cô nương ta không dám chữa nữa, quả nhiên không dễ gì làm ăn với sơn trại. Tên Dương Minh còn đang định đấm thêm phát nữa, Vũ Đình lập tức đứng ra ngăn cản. Trác Nhất Phàm là do cô mời tới, nếu muốn đánh thì hắn đánh cô đi. Dương Minh nhếch mép đắc ý, được thôi, muội muốn chữa thì chữa. Nếu hắn làm gì sư phụ, ta tuyệt đối không tha cho muội. Sau khi hắn rời đi, Vũ Đình quay lại trách móc Trác Nhất Phàm, vì anh mà hắn ta không chịu nói chuyện với cô nữa. Ta không nên tin ngươi, sư huynh cũng chỉ vì quan tâm nghĩa phụ thôi, sao lại hại nghĩa phụ chứ? Trác Nhất Phàm phủi bụi trên quần áo, thầm thở dài thương thay cho sơn chủ, làm sư phụ có hai đồ đệ thì một đứa ngu ngơ, một đứa phản đồ. Lời nói không bằng hành động, vừa rồi hắn cố ý không cho Trác Nhất Phàm chữa bệnh là vì không rõ thực lực của anh. Thế nên hắn mới xuất trưởng để thăm dò, thấy Trác Nhất Phàm yếu như sen nên hắn mới đồng ý chữa bệnh. Như thế này còn chưa đủ đáng nghi hay sao? Trác Nhất Phàm vỗ vai bảo Vũ Đình cùng vào trong xem bệnh cho sư phụ cô ta. Vũ Đình khinh bỉ, nói anh đang diễn kịch thôi, đâu cần phải nhập tâm quá. Trác Nhất Phàm ngược lại muốn diễn cho xong vở kịch này, để người xem còn có thứ mà xem chứ. Sau khi vào phòng của sơn chủ, chỉ thấy tên Dương Minh đang diễn một màn môn đồ hiếu thảo bốc thuốc cho sư phụ mình. Thấy mặt Trác Nhất Phàm, hắn đập mạnh bát thuốc đen xì như nước điếu thuốc lào. Lừa đảo, nếu sư phụ ta có mệnh hệ gì, ta không tha cho ngươi. Trác Nhất Phàm ngồi xuống bắt mạch, đã hiểu ra vấn đề. Anh nói sơn chủ không bị ngoại thương, tên Dương Minh nhếch mép đắc ý, nhưng khi anh nói sơn chủ không có ngoại thương, hắn lập tức biến sắc. Bệnh của lệnh sư chỉ có lão phu mới chữa được, là dị vật nhập thể.
Lời vừa dứt, đến cả Sơn chủ cũng kinh ngạc mở to mắt. Tên Dương Minh lập tức kéo áo Trác Nhất Phàm đẩy anh ra xa. Vũ Đình thấy phản ứng của hắn thì thẫn thờ, "Sư huynh, huynh sao thế? Sư muội, có phải muội có chuyện gì giấu ta không?" Vũ Đình chột dạ, cố tỏ ra không có chuyện gì. Dương Minh liền hỏi Tiểu Thúy đã đi đâu, cô nói Tiểu Thúy có chút việc. Hắn ta đột nhiên tung vào bụng Vũ Đình một chưởng, cánh tay vặn công tắc, mặt sàn mở ra một mật đạo khiến Vũ Đình rơi xuống. Thấy Trác Nhất Phàm đang len lén rời đi, Dương Minh cũng ném luôn anh xuống. Vũ Đình bây giờ mới nhận ra mình bị lừa, hận không thể xé hắn làm trăm mảnh. Từ lúc Vũ Đình đột ngột trở về, Dương Minh đã đánh hơi được mùi không ổn, đã thế cô còn dẫn theo Trác Nhất Phàm nữa. "Quả nhiên, ngươi đã bắt đầu nghi ngờ ta." Vũ Đình ứa nước mắt, sư phụ đối xử với hắn không tệ, sao hắn lại quay lại cắn ngược chủ chứ? Tên Dương Minh vốn dĩ bản chất đã như vậy từ lúc sinh ra, hắn còn không định ra tay sớm như vậy, ai ngờ Vũ Đình kéo theo Trác Nhất Phàm tới phá hỏng kế hoạch của hắn. Vũ Đình cả người run bần bật, nỗi uất hận không biết chút đi đâu. Trác Nhất Phàm đứng một bên quan sát mọi việc, nhưng vở kịch của anh còn chưa diễn xong. "Tiểu huynh đệ, có ân oán các ngươi tự giải quyết, ta vô tội thả ta ra." Dương Minh bật cười trên cao, nói rằng có trách thì trách Trác Nhất Phàm chẩn đoán ra nguyên nhân gây bệnh của Sơn chủ. Trác Nhất Phàm gãi đầu vô tội, "Nguyên bệnh là gì? Ta chỉ nghĩ ông ta bất động lâu ngày cơ thể sản sinh ra độc tố thôi, định cho ông ta ít thanh tràng đan thông tràng vị xem sao." Bản thân tự đẩy mình vào ngõ cụt, tên Dương Minh hận không thể quay ngược thời gian. Biết thế hắn đã không ra tay vội, bây giờ lại phải tự mình làm mọi việc. Dương Minh bực bội rời đi, đóng cửa mật đạo lại rồi cho người canh gác. Sau khi hắn ta rời đi, Trác Nhất Phàm mới thôi diễn trò. Nhìn Vũ Đình ngồi co ro ở một góc, Trác Nhất Phàm thấy cô ta cũng có điểm chung với Vân Thường, sau này có thể giao lưu kinh nghiệm để không bị lừa lần nữa. Vũ Đình không lạc quan được như anh, bây giờ sống sót ra ngoài được cũng là vấn đề, còn mơ tưởng sau này nữa. Trác Nhất Phàm trấn an cô ta, tất cả đều theo kế hoạch, tối nay là họ có thể ra ngoài. "Đương nhiên, nếu ngươi muốn chết thì có thể tự xử, dù gì ngươi cũng không có giá trị lợi dụng." Vũ Đình sần cố lên không chịu đi gặp Diêm Vương một mình, phải có người nào đi chung mới vui. Buổi chiều còn sung sức, ban đêm Vũ Đình đã lăn ra ngủ không biết gì. Trác Nhất Phàm gọi Huyết Anh ra, để nó tự tung tự tác, đi diệt sạch đám sơn trại này. Huyết Anh ra trước cửa phòng, lẻn vào áo của một tên đứng gác. Tên đứng gác cùng hốt hoảng, "Có cái gì đó chui vào trong áo ngươi." Tên bị Huyết Anh nhập vào nói với hắn mau mở cơ quan thả bọn họ ra. Tên kia còn chưa hiểu gì thì thằng bạn đã nổ tung như một quả bom. Huyết Anh lẻn sang tên còn lại, hắn sợ tái mét lập tức chui vào phòng mở mật đạo. Trác Nhất Phàm gọi Vũ Đình dậy, xem ra cô ta ngủ một giấc là hồi phục rồi. Bây giờ nếu muốn cứu sư phụ cô ta thì tốt nhất nên đi theo anh. Sau khi ra ngoài, tên gác cửa dập đầu xin tha, nói rằng tất cả là do tên Dương Minh kia ép buộc. Trác Nhất Phàm đến trước Sơn chủ, anh có thể chữa khỏi cho lão, nhưng sau này lão phải nghe lời anh. Cả hai sư đồ Vũ Đình đều không tin, vì nguyên nhân căn bệnh họ còn không chẩn đoán được. Trác Nhất Phàm lấy mạng sống Lạc Gia Gia để làm chứng, bây giờ cả hai đều có chung một kẻ thù, còn anh đang thiếu đoạn cốt cảnh cao thủ, hy vọng lão ta có thể giúp. Thấy Sơn chủ nhắm mắt đồng ý, Trác Nhất Phàm liền cho Huyết Ảnh nhập vào người Sơn chủ. Vũ Đình không biết anh định trị thương như thế nào, còn Huyết Ảnh là thứ gì cô ta cũng không biết. Trác Nhất Phàm chỉ có thể nói tóm gọn đó là ma vật. Ma vật tu giả bình thường đều tế luyện ma vật, cho dù là tấn công hay phòng ngự thì nó đều vô cùng quan trọng. Giờ anh hỏi lại Vũ Đình có biết vì sao anh lại nói Sơn chủ có dị vật nhập thể mà tên Dương Minh vẫn chưa ra tay với họ không? "Không phải ngươi nói chỉ đoán mò sao?" Nghe cô ta trả lời thế thì Trác Nhất Phàm hiểu vì sao cô ta bị mắc lừa rồi. Lúc đó anh nói cho qua mặt hắn thôi, ai ngờ đồng minh của mình lại tin, đúng là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu như Vũ Đình. Tóm lại Dương Minh ra tay nhốt họ là vì nói trúng tim đen của hắn. Lý do Sơn chủ không nói không cử động được là do ma vật nhập thể, thế nên anh mới dùng ma vật của mình để loại trừ ma vật của hắn. Chăm nghe không bằng một thấy, Sơn chủ đã có thể mở miệng nói chuyện dù hơi yếu ớt. Đột nhiên ông ta hét lớn lên, một con vật màu trắng như tơ tằm chui ra. Hóa ra là nó hại nghĩa phụ thành ra thế này. Vũ Đình giơ tay muốn bóp chết ma vật kia, Trác Nhất Phàm lập tức cản cô ta lại. Cô ta không chỉ dễ bị lừa mà còn không có kiến thức nữa. Chậm một giây thôi là bảo vật của Trác Nhất Phàm bị hủy trong tay cô ta rồi. Ma vật này là Hàn Đàm Tuyết Tàm, sinh trưởng ở nơi đàm thủy cực lạnh vô cùng quý hiếm. Đại đa số người trong ma đạo đều nuôi nó thành cổ tàm, nhìn vậy thôi chứ nó là một ma vật cực ác chiến. Có một điều mà ở thánh vực cũng ít người biết tới. Hàn Đàm Tuyết Tàm có thiên phú chí mạng, nếu bị nó ký sinh, trừ khi ký chủ qua đời thì nó mới tìm ký chủ tiếp theo. Nếu không dù dùng cách nào cũng không thể diệt được nó. Vừa rồi Huyết Anh dùng Thiên Ma Đại Hóa Quyết để trừ khử sạch ấu trùng của Hàn Đàm Tuyết Tàm, khiến nó nghĩ sinh mạng của ký chủ biến mất nên mới chịu bỏ ra. Cách làm này thành công chứng tỏ tên nuôi nó không biết gốc rễ mọi việc, khiến cho ấu trùng Tuyết Tàm mất đi đặc tính vốn có của nó, trở thành cổ trùng khác với các loại khác. Nhưng mà làm sao đây, nó lại rơi vào tay Trác Nhất Phàm rồi. Trác Nhất Phàm không che nổi phấn khích, anh ra hiệu cho Vũ Đình cõng Sơn chủ về Phong Lâm Thành. Tới đó rồi anh sẽ luyện chế Hàn Đàm Tuyết Tàm thành ma vật bá đạo nhất thế giới. Trên đường tẩu thoát, bao nhiêu sơn tặc đã bị diệt gọn. Sơn trại có ít nhất 400 người, không ngờ lại ra đi không một tiếng rên rỉ. Đột nhiên có tiếng động vang lên bên phải, tên sơn tặc vừa rồi mở mật đạo cho họ run rẩy ở một góc. Trác Nhất Phàm quay ngoắt lại, ánh mắt lộ rõ vẻ tàn nhẫn, suýt chút nữa là anh quên mất hắn rồi.
để trả ơn công giải cứu họ, chắc nhất phàm tặng cho hắn một vé xuống suối vàng. Vũ Đình nhìn mà lòng đau như cắt, nhưng lúc này thà đánh nhầm còn hơn bỏ sót. Nếu chuyện họ bỏ trốn bị phát hiện, không chỉ cái mạng của họ mà cái mạng của những huynh đệ ở Phong Lâm Thành cũng rơi vào bế tắc. Sơn chủ cũng đồng ý, còn nói cảm ơn với Trác Nhất Phàm nữa. Vũ Đình im lặng đi theo, trong lòng bao suy nghĩ. Không biết liên thủ với anh có đúng hay không, nhưng chắc chắn nếu đối địch thì chỉ có đi bán muối. Trác Nhất Phàm cùng Vũ Đình cả đi cả về mất 10 ngày. Vũ Đình ôm Tiểu Thúy vào lòng, không biết Lạc Gia có làm khó cô không. Tiểu Thúy thành thực nói, tiểu thư yên tâm, Lạc Gia ngoại trừ tên quản gia xấu xa thì ai cũng tốt cả. Trác Nhất Phàm ho khan, đã gọi là nói xấu mà còn nói trước mặt người khác nữa. Vân Hải đứng một bên khoác tay lên tiếng, tiểu nha đầu ngươi tiêu rồi. Trác đại ca của ta thích nhất là đánh mông người khác, ngươi dám nói xấu huynh ấy, cẩn thận cái mông của ngươi. Cả đám nghe xong cười tủm tỉm, chỉ có Sơn chủ là không thể cười nổi. Ông ta run rẩy nhìn hai chị em nhà Vân Thường. Ông trời phù hộ, hai đứa con của Trấn Nam đều bình an vô sự, Vân Thường không biết lão ta là ai. Sau khi biết đó là người đứng đầu Sơn trại đã hủy diệt Quy Vân Trang, cô ta lộ rõ sắc khí. Vũ Đình cũng đứng ra bảo vệ Sơn chủ, nhưng ông ấy lại chủ động tiến lên quỳ gối. Vân Thường, chuyện của Lạc Gia là lỗi của ta, muốn giết ngươi cứ giết lão phu đi. Sơn chủ còn dập đầu tạ tội, nói rằng đây là món nợ cả đời với Lạc Gia. Trác Nhất Phàm giờ mới nói rõ mọi việc minh oan cho Sơn chủ, khiến Vân Thường khó chịu, sao ngươi không nói sớm. Trác Nhất Phàm thản nhiên nói cô ta muốn ra tay cũng hợp lý, vì Sơn chủ mắt kém mới nuôi dạy tên Dương Minh kia khiến Lạc Gia rơi vào bi kịch. Vân Thường đỡ Sơn chủ dậy, vì ông ta cũng bị hại nên cô không thể trách được. Tuy nhiên Sơn chủ dằn vặt vô cùng. Lão và Trấn Nam từng kết nghĩa huynh đệ, nhưng Lạc Gia lại vì lão gặp nạn, lão có lỗi với linh hồn Trấn Nam trên trời. Lạc Gia danh môn vọng tộc, còn Sơn chủ xuất thân Sơn trại không dám trèo cao. Gặp được người như tri kỷ nên mới kết huynh đệ, Sơn chủ sợ ảnh hưởng danh tiếng của Lạc Gia nên chỉ qua lại âm thầm. Hơn nữa Lôi Gia tổ huấn không được đối địch với hai nhà Lạc Thái. Vân Hải nghe xong mới nhớ, trước đây Trấn Nam nói với cậu dù xảy ra chuyện gì cũng phải tồn vong với hai nhà Lôi Thái. Thái gia thì Vân Thường biết, nhưng Lôi gia thì cô chưa từng nghe tới. Vân Hải đắc ý ngoắc ngoắc ngón tay. Cha nói đây là bí mật của nam nhân, không muốn nói cho nữ nhân, càng không được nói cho người khác. Nhắc đến tổ huấn, Trác Nhất Phàm đoán rằng tổ huấn Lôi gia Lạc gia chỉ truyền cho gia chủ. Lôi Sơn chủ thở dài, lão ta chưa có con cái nên còn chưa truyền lại được. Tam gia tổ huấn, cái tên quen thuộc nên Trác Nhất Phàm liền hỏi Lôi gia có võ công gia truyền không. Lôi gia có linh cấp võ công Kinh Lôi Chỉ, còn chưa kịp truyền lại cho Vũ Đình thì đã bị tên Dương Minh cướp đi ngọc giản. Khóe miệng Trác Nhất Phàm cong lên, xem ra bọn chúng đang nhắm vào cái này. Trác Nhất Phàm sau đó một mình đi tới Tiềm Long Các, thân mật gọi hai tiếng cửu ca. Ai ngờ lại bị Long Quỳ đuổi đi như đuổi chó. Trác Nhất Phàm hôm nay tới là có chuyện quan trọng cần nói với Long Cửu, ai ngờ lại bị cô ta ngáng đường. Ngươi thì có chuyện gì quan trọng, đừng tưởng Cửu thúc xem trọng ngươi thì mặt dày như vậy. Long Kiệt cũng ôn tồn nói hôm nay Long Cửu không muốn gặp anh. Trác Nhất Phàm chỉ cười nhẹ, hỏi xem Long Quỳ có biết mấy hôm nay anh đi đâu không. Cô ta hừ lạnh. Lần trước thì ôm về hai con vợ, lần này cô ta chắc chắn Trác Nhất Phàm lại chìm trong sự dịu dàng của nữ nhân nào rồi. Ha ha, ta cũng muốn, nhưng ta đâu có nhàn nhã như Long tiểu thư. Trác Nhất Phàm nói thẳng rằng mình đang điều tra động thái của U Minh Cốc, bọn chúng sắp tấn công Tiềm Long Các tới nơi rồi, tới lúc đó đừng trách anh không nhắc trước. Long Quỳ vẫn ngạo nghễ không tin, nói phét, hành tung của U Minh Cốc lại để ngươi biết, có mà bò sắp biết bay. Trác Nhất Phàm chỉ biết phì cười, anh giả bộ quay lưng đi, còn cố tình nói lớn. Thay ta nói với Cửu thúc, ta đưa Lạc Gia đi trốn đây, tránh U Minh Cốc tiêu diệt các ngươi liên lụy đến chúng ta. Cánh cửa Tiềm Long Các lập tức mở ra, Long Cửu ra lệnh cho mời Trác Nhất Phàm vào. Trác Nhất Phàm lướt qua như một cơn gió, khỏi cần mời, anh tự vào luôn. Long Quỳ nhìn thấy thì máu điên dồn lên não, không hiểu vì sao Long Cửu coi trọng anh như vậy, chỉ là ngũ cấp trận sư thôi mà. Trác Nhất Phàm đi trong hành lang trống không một bóng người. Long Cửu ngồi chễm chệ trên ghế, bên cạnh là hai chiếc ghế khác. Trác huynh đệ tới tìm lão phu có chuyện gì? Có điều ta nhắc nhở ngươi, hôm nay ngươi nói mấy chuyện vật vãnh lão phu sẽ không tha cho ngươi. Trác Nhất Phàm nói rằng U Minh Cốc đã tới, chuẩn bị dàn trận tấn công rồi, lão ta coi đây là chuyện lớn hay nhỏ? Nếu là thật, đương nhiên là chuyện lớn rồi, một giọng nói lạ vang lên. Tiếp đến là hai con rồng to lớn hung ác phóng từ hai chiếc ghế bên cạnh Long Cửu ra. Trác Nhất Phàm toát mồ hôi, tự hỏi kẻ nào lại có sát khí lớn như vậy.